Hello, hello. Hello mọi người. Hello các chị gái. Các anh trai. Trời ơi, hôm nay là bao loa. Hello mọi người, hôm trưa gặp em không có tìm kiếm em dễ dàng không mọi người? Tìm em không trong một buổi trưa thao thức không mà. Rồi ôi, bây giờ thật. Trời ơi, đâu này, ôi, đâu này để tìm. Ôi, đâu này để quá. Trời ơi, mấy đôi này đẹp quá mọi người. Con này nam nữ với men đúng. Rồi độc nhất vô nhị luôn ấy. Đảm bảo men trên chân thì còn cái thiết kế nó đẹp rồi. Suốt cả sắc luôn mọi người ơi. Đôi này ai mà men được con chân này thôi. Bao nhiêu người ngước nhìn. Suốt sắc luôn mấy chị đẹp. Hello mọi người. Mọi người vào đông đủ cho em Hân nhé. Hôm nay có gối nha mọi người, hôm nay có bán gối, bán chiếu, khô quá chọn mấy cái tao ba đôi đã chặt chỗ, độ đôi đôi cái gì quá đi chị đi thôi, cái đôi mà có logo xanh á, thấy không? Nó sẽ bao nhiêu? Trời ơi, đang gì chứ? Trời ơi, đôi này nó mới dán nang luôn á. Này mấy chị ơi, đôi này thì em cam kết đều là không có Việt Nam luôn nha. Xuất sắc rồi luôn đấy. Chào sếp lâu quá mới gặp. Trời ơi sao mà lâu quá mới gặp vậy nè. Thất lạc em quá lâu rồi ha. Nhờ mấy chị ơi. Hôm nay em không có một đôi villa. Hôm qua chị nào săn đôi villa hôm nay. Trời ơi một đôi villa dữ dằn dữ dội. Nói chung là hôm nay cầm được những cái đôi này là gọi là quá đã mấy chị ơi. Mới hoàn toàn nhưng mà giá thì mấy chị biết rồi. Ừ, đôi này nữa nè. Thấy đỉnh chưa? Hello, trưa hôm nay không thấy like quá. Chưa thuộc chặt kỹ thuật mọi người. Đây. Chưa ông Thành ông lười nên là ông không like. Đây, hồi chưa đến đây là ca like của ông Thành nhưng mà ông không like thôi, nghỉ luôn. Đó. Trưa nay định có một giờ người mẫu lên livestream tại vì giày thể thao thì dành cho người mẫu nó like sẽ đẹp hơn. Nhưng mà tiếc người mẫu nó kẹt xe quá. Đây mấy chị ơi. Trời ơi nó đỉnh nó đã gì đâu luôn á. Vào ngắm thôi cũng đã rồi mấy chị ơi. Không mua cũng được nhưng mà vào ngắm là ok cho em Hân nha. Rồi thả tim cho em Hân cái luôn nào chị. Thả tim chia sẻ cuồng nhiệt. Bốc lửa lên cho em Hân luôn nha mọi người ơi. Tối hôm nay mà không xem thì hôm nào mới xem đây. Trong khi gần ngày lễ sinh nhật thôi nôi. Đủ thứ ngày. Mê quá hết tiền rồi. Đi dây tiền không mấy chị ơi. Chứ biết sao bây giờ. Vậy hôm nay mà không. Thôi vào ngắm tôi mấy chị cũng được nữa. Nó vào ngắm với em cũng vui đúng không chị? Ờ, dạ, Thái Châu đấy, gửi chốt đơn lên số điện thoại giùm em nha. Chị nào mình mới thấy trang này mình cho em ăn xin số điện thoại nha. Chị Kim Ngân Nguyên Thê lên số điện thoại giùm em nha. Linh Chi cỏ ú rồi, rồi lên số điện thoại đi mọi người. Trời ơi, hôm nay tao nói là đỉnh của chóp này em, cái bấm nè. Dạ không nha chị Minh Khâu. Quá đẹp để mọi người thao thức luôn. Thao thức vì em. Vì em đôi này đẹp lên màu xanh luôn. Chị sẽ nói này to. Dạ trang mới nó mình lên lại số điện thoại em đi chị. Có đôi nào màu mè. Nào màu mè cho lên luôn. Trời ơi đôi này đẹp quá. Nói chung luôn này đi không? Còn đẹp nữa. Rồi vào chào vào nhanh tay cho mọi người một tuần mà ba đơn rồi dữ dằn chưa rồi thiệt luôn á em nói là khách nào mà mê cái like nhà em ăn em nói thật sự ngày nào cũng phải lên đơn luôn mấy chị thật sự là ngày nào cũng phải lên đơn luôn có đôi bóng chuyền mà em nhà có đánh cầu lông cũng có luôn mấy chị giày đánh bóng chuyền cầu lông gì cũng có hết luôn
theo dõi like là có thôi nha mọi người ơi. Nói chung tâm thở mười thì mấy chị mới thấy em like thể thao đúng không ạ? Đúng mọi người. Lên chia sẻ giùm em không, nhưng mà mỗi lần online cái là chấn động liền đúng không? Vừa đẹp, giá thì rẻ, đúng không mọi người? Mỗi người xem sắm một đôi thôi là cũng đã rồi. À, những cái đôi ví dụ như nó là phiên bản giới hạn nè, hoặc là nó không có ở store Việt Nam nè. Ha, các chị phải đi order nước ngoài thì mới chỉ tốn thêm cái phí vận chuyển cao, mà còn phí thế nó cũng cao nữa. Nói chung là đắt đỏ, đúng không ạ? Ngồi đây mình xem mấy đôi giày không, cầm trên tay mấy chị thấy nó mới nè. Đế nè, đế còn có hạt bụi nữa. Xuất sắc không? Xin đỉnh của chót chưa? Rồi, thả tim cho em không? Một nước chia sẻ đây mọi người ơi. Thả tim cho em không? Một nước, 10 nút chia sẻ giùm em không có đơn nha mọi người. 10 nút chia sẻ cộng số điện thoại mấy chị xem giày sang giày bóng chuyền là mấy chị phải theo dõi luôn. Chưa lát chắc ổng đi đánh cầu lông. Ừ, sợ ổng chưa về quá. Cứ hỏi đi, giờ hỏi là được. Còn sửa dưỡng thể nha chị Đặng Nghiệp, em thấy hôm qua giờ khách nhắn tin cũng em chốt đơn sửa dưỡng thể cũng nhiều. Sửa dưỡng thể đến nha chị thử coi là như cùng như giờ cho chị nắm cái số lượng nha. Sửa dưỡng thể nè, rồi qua dung dịch nè, cho chị hai con số lượng đó nè. Rồi vào đông đủ đi mọi người, để Hân sẽ tặng cái set này nha. Cái set này là nước hoa, cái này em không còn hai set, nhưng mà em không tặng cái chị set. Còn set để xài tại vì dòng này nó thơm lắm, thiệt chứ. Thì chứ đi mua dòng mấy triệu, mấy chị xưa chưa chắc bằng thơm bằng bà này. Cái mùi nó dễ chịu như thế này đâu, thật sự nha. Cái này Hân sẽ tặng cho các chị sẽ like, các chị lên đơn tặng nước hoa. Còn 10 được chia sẻ cho em không, và comment 5 lần thôi được rồi. Cho Hân có thuộc tương tác đầu like nha. Các chị comment cho em Hân mã là tặng nước hoa kèm 10 nút chia sẻ và 5 lần comment cho em Hân. Em chào chị Đặng Hương ạ, Nguyễn Thị Ân ạ. Mấy cái spa này để quảng cáo spa này, vỡ lỗ quay camera sau này mấy chị. Rồi cho em không, mà là tặng nước hoa cộng số điện thoại giùm em. Cái này thực sự là mấy chị xịt rồi ấy, là mấy chị đi tìm những cái dòng này nó không có thị trường để mà mấy chị biết mấy chị mua ha. Còn ra mấy chị mua nước hoa mà xịn sò vài triệu thì cái mùi hương nó đây. Thì là đơn cho em không đi ạ, mã tặng nước hoa cộng số điện thoại giùm em có đơn. Tặng nước hoa giùm em nha, cho em 10 nút chia sẻ nha mọi người ơi. Giày vừa đẹp vừa rẻ và vừa có quà tặng trong livestream đó mọi người. Sướng quá rồi còn gì nữa. Hôm nay sẽ có nhiều mã hàng hiệu khác nhau nha mọi người. Cái live này em ăn chủ yếu là em ăn sẽ like được tất cả các sản phẩm cho mọi người để mình săn. Nhưng mà chưa biết nha mọi người. Tại vì hôm nay hàng của nó về hơi bị nhiều, nhưng mà hồi trưa không like kịp. Đồ lót cũng về nè. Áo ngực về rồi nè. Gối cũng về, nịt nam cũng về và nhiều thứ linh tinh cho mấy chị săn, nhưng mà giá thì nó cũng sẽ đẹp. Ok chưa? Rồi bắt đầu chia sẻ giùm em nha mọi người. Cho em mã là tặng nước kho cộng số điện thoại giùm em có đơn. Rồi cái quà tặng dành cho khách chia sẻ nhiều nhất nhé, quà tặng dành cho khách chia sẻ nhiều nhất sẽ là một con xe hơi Mercedes ạ. Mercedes gì thì chưa biết mấy chị ơi. Người ta không vậy thì tặng cho khách nào chia sẻ nhiều nhất, tặng một đôi giày thể thao theo cái size của mình. Ok không mọi người nhá. Em Hân sẽ tặng cho khách hàng nào có lượt chia sẻ nhiều nhất, tặng cho khách đó một đôi giày thể thao theo cái size của các chị. Ví dụ chị muốn lấy size bao nhiêu thì comment cho em không. Ok chưa? Trời quá đã không, trong khi giày toàn đã không, đỉnh của chót không à. Rồi bắt đầu like nha mọi người ơi. Chờ một tí em Hân chia sẻ giùm em riêng giá luôn mọi người. Trong lúc này mấy chị chia sẻ giùm em Hân luôn nha. Rồi comment nhớ cho em Hân 5 lần comment tặng nước hoa và 10 lần chia sẻ vào hội nhóm trang cá nhân giùm em Hân nha mọi người. Nhớ tương tác giùm em Hân tí nha, để em Hân có thể like xuyên suốt được cho mọi người nha. Chắc tối nay em like tới 9 giờ rử nha mọi người. Đố em nhớ chị sai gì Hạnh Văn. Em mà đúng đúng là chị phải cho em 1.000 rồi chia sẻ nha. Công mẫu rồi. Từ ông nào? Được không chị gái ơi? Em thấy chị không và thấy chị Trần Lan. Rồi bắt đầu like cho mọi người, để em ăn ghim giá cho mọi người. Và em chia sẻ một tí lên trang cá nhân tới mọi người.
cứ cho em hơn 10 lượt chia sẻ giùm em nha. 10 lượt hội nhóm, 10 lượt vào trang cá nhân cho em hơn là ok. Và các chị bấm thích like nè. Chị nào đang xem like, mỗi anh chị đang xem like cho em hơn một nút thích. Đây mọi người, cho em một cái trái tim đi. Mỗi khách cho em hơn một trái tim nồng cháy thật là nhiệt tình vào cho em hơn luôn nha. Chia sẻ giùm em hơn tí đi mọi người. Bên tôi Nguyễn Thành đi, sao mình đi lên đi chậm. Cô chú em không like nên là tối nay sẽ like được nhiều cho mọi người nè. Về chưa vậy? Ok, chờ em tí nha mọi người. Chia sẻ giùm em tí đây nè. Em đọc cái số chị Hạnh Văn chị. Chị nào mình đã chia sẻ rồi mình comment tặng nước hoa giùm em nha. Cho em xin 7 lượt chia sẻ hội nhóm và 3 lượt cá nhân rồi. Rồi cho chị em. Dạ em thấy chị Dương Dâu nha, mình lên số điện thoại luôn giùm em nha chị. Chờ em văn tí, cho chị số điện thoại của Hạnh Văn. Mọi người thả tim, chia sẻ cho em văn tí đi nào. Rồi ok được. Cái gì được? Chuẩn bị online nha, chờ hơn 2 giây, giây dữ rồi. Rồi bắt đầu la luôn nè. Không phải. Rồi bắt đầu em online nhé các chị ơi. Rồi đẹp ra. Chúc mừng chúc các chị hôm nay sẽ săn được đôi như ý của mình nha mọi người. Nha, nói chung là giá thì em không bán rất là ổn định cho khách hàng để mình săn rồi. Giá này tất nhiên mà không đi đâu có được ha. Rồi con này săn cho em nói từ trong thân tâm nói ra nha mọi người. Con này 37 GB 24 60 ngàn thôi. Cho mấy chị chia sẻ tí nha. Xa 7 GB 24 giùm em không có đơn 60 ngàn thôi. Rồi chốt đơn. Size 37 cho em là 224 giùm em không có đơn 60 ngàn. Chốt đơn. Size 37 cho em là 224 giùm em không có đơn 60 ngàn thôi. 60 ngàn một đôi thôi nào mọi người ơi. Mã 224. Rồi đôi này cao cho mọi người 5 phân 37 cho em 37.5 mã 223. Size 37.5 cho em là 223 giùm em không có đơn 60 ngàn thôi. Size 37.5 nào, chỗ đơn cho em là 223. 223 cộng số điện thoại giùm em là có đơn 60 ngàn. 224 em chốt chị Lê Thị Nhung. 60 ngàn thôi à. Con này là size 36.5. Em này là một cái đội thể thao rất là nhẹ nha mọi người. Chạy bộ gì đều cũng đều ok. Trời ơi, cái tác hiệu của nó nằm đây nè mọi người, bên trong đây nè. Nè, tem của nó là tem phòng chủ hãng nha, chủ Âu luôn. 36.5 ghi 400 150. Size 36.5 mấy chị thấy đôi này sao à? Mới cực kỳ luôn. Chị nào chạy bộ chơi thể thao đồ mang đôi này là quá đã, đi chơi đồ du lịch đồ ha. Rồi 36.5 ghi 400 có 150. Size 36.5 ghi 400 150. Size 36.5 400 giùm em ăn có đơn 150. 223 em chốt chị Hạnh Nguyễn cái đuôi 377. Rồi đôi này sang cho em tiếp nào. 39 à. Size 39, trời ơi đôi này mấy chị nghĩ giày này mà có size 39 là người ta đứa qua giày nám liền. Mà đã giày nám thì em còn giày này nhá. Rồi 39. 39 lên đơn cho em mã số là gì ạ? 396 150. Size 39 lên đơn cho em mã là 396 giùm em có đơn 150. Đẹp ơi là đẹp. Size 39 lên đơn cho em mã là 396 cộng số điện thoại giùm em có đơn 150. 396 giùm em mong có đơn 150. 396 cộng số điện thoại giùm em là có đơn nhé.
chốt đơn, chốt đơn. Nhất cái nắp luôn. Đôi này đã size 36E211 60.000 đôi. Size 36 chị lấy đơn cho em mã 211 60.000 đôi. Chốt đơn, chốt đơn. Size 36 cho em mã là 211 60.000. 211 cộng số điện thoại giùm em là có đơn 60.000. Con này là 36. Đôi này em đã cam kết mấy chị nè, nhận về đẹp mới nè, xịn nè, chuẩn hãng nè. Nhất cái nát luôn nhá. Rồi 36 nha mấy chị em ơi. Size 36 nha các chị em ơi. Cho em hơn mã số luôn. Trời đôi này mới đó chưa. 396 anh chốt chị Phạm Thanh. Đắt nè. Rồi 36E332 150. Size 36 chị lên đơn cho em con này mã là 332 giùm em không có đơn. Cốt kiết rồi nằm đủ trong đây nha mọi người. Size 36 cho em mã là 332 150. Size 36 chốt đơn cho em mã là 332 giùm em không có đơn 150. Mấy chị cho em xin thêm vài lượt chia sẻ và tương tác like mấy chị. 211 em chốt chị Bùi Nhung. Trời con mua này đẹp quá. Rồi nhanh tay xăng thôi nào. 36.5 mọi người ơi. Mới clean cái keng luôn. Size 36.5 các chị lên đơn cho em không? Con này là dòng thương hiệu của Reebok. Hiệu Reebok thì mấy chị xăng con này tầm 4 triệu mấy đôi nhá. Nhưng mà con này cho chị xăng không biết hàng xin nha. Con này khăn cam kết là mới nha. 36.5 ghi 261 200.000. Size 36.5 ghi 261 có đơn 200. Chốt đơn luôn mọi người. Size 36.5 ghi cho em mã là 261 giùm em có đơn 200k. Size 36.5 ghi cho em mã là 261. 261 cộng số điện thoại giùm em có đơn với giá chỉ có 200k thôi ạ. 332 chốt chị xanh văn 150. Xăng để đời nè mấy chị ơi. Xăng một đôi để đời nào. Con này là 35. Size 35 cho em mã là 236 60.000 đôi. Size 35 cho em mã là 236 với giá chỉ có 60k thôi ạ. Đã chưa. Size 35 chốt đơn cho em mã là 236 giùm em không có đơn 60.000. Size 35 cho em mã là 236 giùm em không có đơn 60.000 đôi. 60.000 đôi kim hoa bơm hàng về. Nhìn mặt cũng đẹp gái mà sao bơm hàng vậy nè. Đây các chị ơi, con này xăng cho em hoang cao 5 phân 37. Size 37 cho em mã là 212 60.000 đôi. Size 37 các chị lên đơn cho em mã là 212 giùm em không có đơn 60.000. Size 37 cho em mã là 212 giùm em không có đơn 60.000. 212 cộng số điện thoại giùm em có đơn 60k thôi nhé mọi người. Chốt đơn nhớ thả nút tim chia sẻ giùm em không tí nha mọi người. 296 em chốt chị Hồng Phú. Chia sẻ thả tim cho em không tí nhé. Cứ chốt bình thường nha. Rồi con này sang cho em không một đôi giày Nike da thật nè. Con này lên đơn cho em là 38, cái chị lên đơn cho em mã là 341 da thật 250. Mã tặng nước hoa em tặng chị Thanh Hoa. 261 em chốt chị Xanh Vân 200. Size 38 nha mọi người. Chị Thanh Hoa chia sẻ 56 hội nhóm và 10 cá nhân ạ. Rồi chào chị Hiêu Liêu lên số điện thoại giùm em luôn nha. Con này là 38 đi 341 250 da thật. Cam kết là đôi này mấy chị xong không có store Việt Nam luôn. Dòng cổ cao mà ra da thật như thế này nè mấy chị, bao mới luôn á. Đôi này là mua về không tin làng si luôn á trời. 212 chốt chị Thơ Nguyễn 60. Cầm trên tay một cái đôi giày thượng đế luôn. Cái chị lên đơn cho em nè. Chính hãng luôn nha. Size 38 nha mọi người. Cho em mã là 341 250. Size 38 cho em mã số là 341 giùm em không có đơn 250. 341 cộng số điện thoại giùm em có đơn 250 mọi người ơi. Chốt đơn, chốt đơn. Rồi con này là size 38 đó nè. Con này là dòng da thật cho mọi người nè. Size 38 da thật, cái này cho em mã là 352 có đơn 150. Size 38 da thật, các chị lên đơn cho em mã là 352 cộng số điện thoại giùm em có đơn 150. 236 chốt chị Minh Thư 60. Rồi đôi này mua có 150 thì sao tin nổi nè. 38 đi 352 150 da thật nha mọi người. Size 38 ghi cho em mã là 352, nam và nữ đều mang được. Với giá xăng chỉ có là 150 thôi. Mà không bán gì Phạm. Rồi con này là size 37. Em này cao cho mọi người tầm 3 phân. Em này cho em mã là 231 60.000 đôi. Size 37 các chị lên đơn cho em mã là 231 giùm em không có đơn 60.000 thôi. Size 37 cho em mã số là 231 giùm em không có đơn 60.000 đôi. Size 37 lên đơn cho em mã là 231 cộng số điện thoại giùm em là có đơn 60.000. 60.000 60.000 thôi nhé mọi người. Con này là size 35. Size 35 con này ghi cho em mã là 235 cũng 60k luôn. Chốt đơn.
chốt đơn cho em không, size 35 cho em, mã số là 235 giùm em không, có 341 chốt chị Thái Thị Anh nhá, cái chị lên đơn cho em không, với giá chỉ có 60k thôi, size 35 ghi cho em mã là 235 giùm em không, là có đơn 60.000 đôi, 60.000 một đôi thôi, trời đôi luôn, mã 231 em chốt chị Huỳnh Mùi, trời đôi Buma này là tuyệt vời luôn, lên đơn cho em nè mọi người. Con này là 36, đế cao 4 phòng nha. Con này ai săn về là yêu em luôn á. Con này nó còn cả tem luôn nè. Con này là gia công ở Cambodia. Con này là hàng gia công ở Cambodia nha mọi người. Rồi 36 ghi 376 250. Size 36 chị lên đơn cho em mã là 376 250. Được chưa? Gia công ở Cambodia nhé. Size 36 ghi 376 250. Ủa này em đầu lại em chốt chị nào cái chai sữa dưỡng thể chưa? Xong chốt. Size 36 cho em mã là 376 250. 376 cộng số điện thoại giùm em có đơn 250. 376 giùm em luôn nhé. 376 chốt chị Vân Anh. Rồi, đơn này xong tiếp cho em không nữa nè. Con này là 36 ghi 216 60.000 đôi. Size 36 cho em mã là 216 giùm em không có đơn 60.000 đôi. Xăng mà có 60.000 đôi được tôi giết. Size 36 cho em mã là 216 giùm em có đơn 60.000. 60.000 thôi nha mọi người ơi. Đây đã chưa, đôi này là dành cho nam và dành cho nữ đều mang được, nhưng mà mấy chị ngắm cái màu nó là thấy mê rồi đúng không ạ? Cái thứ hai dòng thương hiệu đáp này mấy chị săn là không hề rẻ nha. Con này là 36 ghi 367 250 ạ. Size 36 cái chị em ơi cho em ạ là 367 giùm em có đơn 250 nha mọi người ơi, chốt đơn cho em luôn. Size 36 ghi cho em ạ là 367 giùm em có đơn 250. 367 cộng số điện thoại giùm em có đơn. Size 36 cho em ạ là 367 giùm em có đơn 250. 216 chốt chị Nguyễn Thị Ái Nhân. 250 thôi nhé các chị em ơi. Con này là 38. Một đôi thể thao da thật. Một đôi thể thao da thật cho mọi người. Size 38 dòng con này các chị sang cho em không nè. Đôi này các chị lên đơn cho em không. Size 38 ghi cho em ạ là 386 có đơn 150.000. Size 38 cho em ạ là 386 giùm em không có đơn 150. Size 38 chốt đơn cho em mã là 386 cộng số điện thoại giùm em có đơn 150. Có 150 thôi mà mua được đôi giày đó rồi đó. Đã quá chưa? Lên đơn chia sẻ giùm em tí luôn nha mọi người ơi. Rồi con này là size 36 ghi cho em mã là 232 60.000 đôi. Size 36 nè mọi người. Size 36 chị Thanh Lan. Size 36 cho em mã là 232 60.000 đôi thôi. Size 36 ghi cho em mã là 232 giùm em ăn có đơn 60.000. 60.000 giùm em ăn luôn nhé các chị em ơi. Trời ơi. Ngon lành chưa? Con này là dòng hiệu Kiwi. Em này là dòng thương hiệu Kiwi cho các anh chị luôn nhé. 36 chú chị Kim Anh Phạm. Rồi, em này sang cho em là da thật 36 ghi 307 chỗ đôi này mà mua 150 hả? Không tin được luôn nhé. Đúng không? Size 36 cho em mã là 307, con này giá 150. Cây vít nè, con này là dòng da thật cho mọi người luôn á. Rồi lên đơn cho em 36 ghi 307 con này 150. Size 36 ghi cho em ạ là 307 giùm em không có đơn 150. BA07 cộng số điện thoại giùm em có đơn 150. Rồi con này là 35. Em này là dòng size 35, con này thì lên cho em ạ là 222 60.000 thôi. Size 35 nhé các chị ơi cho em ạ. Mã số em này là 222 giùm em không có đơn 60.000 đôi. Size 35 ghi cho em mã là 222 giùm em không có đơn 60.000 một đôi thôi. Trời ơi tương tác với em nào mấy chị em ơi. Quá cưng luôn, đôi này nam mang cũng được và nữ mang cũng đều được luôn. Nha các chị, lên đơn cho em không con này luôn nè. Bà này sang cho em là 36 ghi cho em mã là 345. Size 36 với chị lên đơn cho em mã là 345 giùm em có đơn 150.000. Trời mấy đôi này mấy chị mua rẻ quá. 150 năm sau không đi mua được thể thao đi mọi người. Size 36 với chị mã là 345 giùm em không có đơn 150 nhé. BA45 cộng số điện thoại giùm em, hàng có code luôn. Hàng hiệu có code cho mọi người để mình săn luôn nhé. Size 36 với chị mã là 345 giùm em có đơn 150. 345 cộng số điện thoại giùm em là có đơn 150 nhé. Con này là 38.5. Chốt chị Minh Thư. Size 38.5 nữa nè. Đẹp và xịn luôn. Size 38.5 con này ghi cho em mã là 234 60.000 đôi. Size 38.5 ghi cho em mã là 234 giùm em ăn có đơn 60.000 đôi. Được chưa mọi người?
xăng với giá chỉ có 60 ngàn thôi. Size 38.5 ghi cho em mã là 234 60 ngàn. 234 cộng số điện thoại giùm em là có đơn 60.000. 60.000 60.000 thôi. Con này là 35.5. Em này là dòng size 35.5, con này ghi cho em mã là 233 60 ngàn. Thả tim cho em hơn đi nào. 345 em chốt chị Huyền Trân. Đọc tên đồng hòa đi em. Con này là size 35.5 à, đọc tên đồng hòa chưa? Đọc rồi. À đọc rồi. Con này là 35.5 ghi cho em mã là 233 60 ngàn thôi. Size 35.5 ghi cho em mã là 233 giùm em hơn có đơn 60.000. 234 em chốt chị Phạm Bích Huy. Chị nhận đơn hàng 910 rồi. Ok, ưng cái bụng. Đây tuyệt vời luôn á mọi người ơi, đây này mới dễ mang luôn nè. Rồi bà này là 36 nhá. Cái này cho em mã là 397 giùm em không có đơn 150. Size 36 cho em mã là 397 giùm em có đơn, con này 150 này, nó mới vô cùng luôn. Đẹp vừa xịn cho mọi người luôn à. Chị Dương Dâu ơi, mình lên số điện thoại trước giùm em với chị để em lưu lại cho chị. Size 36 cho em mã là 397 150. 397 cộng số điện thoại giùm em không có đơn 150. Rồi con này cao 5 phân 35. Size 35 con này ghi cho em mã là 229 60 ngàn đôi. Size là size 35 nhé mọi người. 233 chốt chị Mạc Tiên. Size 35 cho em mã là 229 60 ngàn đôi. Size 35 cho em mã là 229 giùm em không có đơn 60 ngàn đôi. Chị Minh Hư ơi, mình lên mã thì lên chắc giùm em nha chị, chứ không phải là đổ qua đổ lại chị nha. Con này là size 7.5. Size 7.5 cái này với chị lên đơn nè. Bên xem bên nào. Bên đâu. Rồi xả đơn của Minh Tư đi. Con này 37.5 cho em mã là 415.5. Vậy này không có ai bán với chị ra đó đâu. Size 37.5 ghi cho em mã là 415. Con này 150. Ừ. Size 7.5 ghi cho em mã là 415.5 mọi người ơi. Đây cái chị lên đơn cho em hơn. Size 7.5 ghi cho em mã 415. 415 một lần thì em sai chứ nhiều lần thôi. Lên đơn cho em hơn mọi người ơi. 37.5 ghi cho em mã là 415. Size 37.5 ghi cho em mã là 415 giùm em không có đơn 150. Size 37.5 ghi cho em mã là 415 giùm em không có đơn. Con này là 35. 229 chú chị Hiến Lành. Bán đâu phải giống như mấy chị nghĩ. Ừ bán ngồi đây ngồi bán đôi mấy đôi giày lờ đúng không chị. Con này sang cho em 35. Size 35 không phải thích thì chốt, mà không thích thì không lấy. Nhau không có dù đó. Rồi 35 ghi 100 50 ngàn đôi. Size 35 ghi cho em mã là 100, đảm bảo đi mua hàng si là không có nhà nào mà qua về nhà em hơn. Giá được như thế này, tuyển chọn từng đôi một cho mọi người. 415 em chốt chị Nguyễn Phạm. Size 35 ghi cho em mã là 100. Size 35 ghi cho em mã là 100, 50 ngàn đôi. Cọc ăn chồng lên số điện thoại giùm em chị ơi. 415 chốt chị Nguyễn Phạm. Bé đâu có lời lãi đâu cho mấy đứa. Vậy để em kiểm tra đơn mình hay chị lên. Thích thì không lên. Con này là 37 cho em mã là 237, 60 ngàn đôi. Size 37 các chị lên đơn cho em mã là 237 giùm em có đơn 60 ngàn đôi. Size 37 các chị lên đơn cho em mã là 237 giùm em không có đơn 60 ngàn một đôi. Đã chưa? Size 37 cho em mã là 237 giùm em không có đơn 60k cho chị cái đôi này đi. Trời đôi này đẹp ra mọi người ơi. Đẹp như ánh bình minh. Mày xuất sắc rồi không? Chốt đơn mã 237 em chốt chị Lý Hà. Nhìn trên like là mê một nè, nhận về là mê tới 10 nhá. Nhận về là mê tới 10 luôn. Đôi này khẳng định mà chị đâu đi, chị nào đi mua được đôi này với giá 250 đầu xuống đất luôn. Mới đẹp rồi này nè. Con này là 38 ghi 304 250. Trời ơi đẹp quá. Mã 100 em chốt chị Ngọc Hằng Trần 50. Size 38 ghi cho em mã là 304 250. Chốt đơn. Đó đã không. Nhận về thôi là thấy đỉnh của chó. Người đây cái khắc logo hiểu nó nè. Rồi 38 ghi 304 250. Rồi nó mới giả mang luôn á. Size 38 ghi 304 các chị lên số điện thoại cho em lưu trước cho mọi người. Khi nào mọi người lên đơn thì em có chốt thôi, đừng lo nha. Khi nào mọi người lên đơn thì em không mới chốt, còn không lên yên tâm không bấm ra đơn tầm bậy tầm bạ. 304 chốt chị Thu Thủy 250. Rồi đôi này là dòng sandal cho mọi người nè. Đôi này thật là bấy bề. Bấy bề cáo 5 phần. Rồi 36 ghi 929 60 ngàn đô. Giống như những đôi này đi làm gì mà có giá 60 ngàn. Size 35 cho em mã là 929 giùm em có đơn 60 ngàn đôi. Size 35 nhiều nhà rồi. Bé hàng si ta nói chạy lên chạy xuống. Còn rồi thông báo mấy chị giảm giá cũng trên từ 100k trở lên, chứ làm gì có giá 60 ngàn đôi. Còn này mới đẹp. Mới đẹp luôn. 929 có đơn 60 ngàn đôi. 60 ngàn đôi trời ơi. Cái màu này ta nói là màu hiếm nè. Màu hiếm màu hôi nè mấy chị ơi. Lên đơn nào. Rồi con này nè. Thấy không?
đế màu trắng là dễ thấy được cái sự mới hay là không mới nè. Nè mọi người nhìn cho em hơn từ bên trong lốt nè, đã quá chưa. Rồi đôi này sang cho em hơn là dòng size cho mọi người sẽ là 36 308 200k, cốt kiếp đều đầy đủ luôn nha mọi người. Các chị thấy không, cào không tóc nè. Chị Thanh Hoài mình lên xuống hỏi em cào không bông ra luôn nha, đã chưa. Rồi con này ghi cho em 36 308 size 36 nha mấy chị, lên 308 200, size 36 308 200 ngàn. Con này là size 38 cho em mã là 354, con này mà em bán 150 là coi như bán tặng nha mấy chị, bán 150 là coi như bán tặng nha. Rồi 38 ghi cho em mã là 354 150, size 38 ghi cho em mã là 354 150. 308 em chú chị Thùy Dương 200, size 38 ghi 354 150. Con này là size 37, size 37 trời ơi nó đẹp ơi mọi người, con đôi mấy chị mang du lịch đã xương xuống 354 chốt chị Thuy Trần là 853, mỗi tháng mấy chị kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà ngồi trong đây mấy chị săn đôi giày vài triệu, từ vài triệu 7 triệu hay là 80 triệu mười mấy triệu đôi ha, có đôi rơi vào cả chục triệu, trên cả chục triệu nữa mấy chị ơi. Đôi này sang cho em nè, con này là 37 410 200 ngàn, 92 size 37 cho em mã là 410, giùm em ông có đơn 200k. Size 37 cho em mã là 410 200 ngàn. Trời 929 em chốt chị Thanh Hoàng. Hồ cái đế của bà mấy chị đã được, có chị nào mà đã có đôi giày như thế này chưa? Trời ơi đỉnh chưa, y như con miệng cá luôn này. Các chị lên đơn cho em bà này, size cho mọi người sẽ là 38 379 200, nam nữ mang được. Size 38 379 200 ngàn, size 38 ghi cho em mã là 379, giùm em ông có đơn 200k mọi người ơi. Size 38 sao mà nó mới thế nhờ. 415 chốt chị Đinh Thị Cúc Hoàng. Ồ, đang đẳng cấp không? Size 38 ghi 379 200k, 379 dùm em. Trộn mấy đồ của Cao do xăng cái giá gốc nó hơi bị phê nha. 39 mà đồ này em bán tặng 150 nha. Indonesia là chỉ có thị trường Âu là nhiều nhất nha mọi người. Mà thị trường Âu mấy chị mua ra mua hoặc là order về thì cũng cao lắm rồi. Rồi size 39 ghi 323 150, size 39 ghi cho em mã là 323 có đơn 150, size 39 ghi cho em mã là 323 là 150, 323 cộng số điện thoại giùm em có đơn 150 nha mọi người ơi. 379 em chốt chị Dung Độ số đuôi 742. Rồi con này là size 36 ghi cho em mã là 37 60 ngàn đôi, size 36 ghi cho em mã là 37, đôi này mà mua 60 ngàn sao tin được nhờ, nhận hàng mới tin. Size 36 ghi cho em mã là 37 60 ngàn đôi, đôi này em ăn nãy giờ me hẳn lắm, lâu lắm rồi nè. Cốt nè, cốt đây nè mọi người, thấy không, thấy không mấy chị. Đây các chị lên đơn cho em ăn nè, mã 323 em chốt Nam Chung 150. Rồi 37 ghi 408 200 ngàn, size 37 mua cho con mình nè, cho cháu mình, mua cho người 323 em chốt Nam Chung à. Nhiều khi người thân mình không thấy được cái like này, được giày đẳng cấp như thế này. 37 ghi 408 gặp em thì rẻ nữa, 200k. Size 7 ghi 408 200, size 37 ghi 408 200, size 37 ghi 408 200, một cái đôi thượng đế nha. Mã 37 em chốt chị Thanh Tuyền 60. Đôi này gọi là thượng đế nha mấy chị. Nay thì em không thấy dòng này đâu. Vào nay ở Việt Nam là không thấy được dòng này đâu ạ. À. Rồi các chị sang cho em bà này nè. Con này là đơn 38 ghi 418 250. Size 38 mấy chị nhìn cái cách thiết kế từng cái chi tiết của cái đôi giày ấy. Nè. Không có bả cũng uổng thiệt sự luôn á. Đây. Cái lô đó nó được thêu vào da nè, da thật nè. Được chưa mọi người, đế thì rất là mới luôn. Rồi ghi đơn 38 ghi 418 250. Size 38 ghi cho em mã là 418. Nhiều khi em không được những cái đôi giày đẹp như mấy chị đang săn đâu ha. Cứ quan trọng là bán cho khách trước mọi người, mọi người à. Mọi người kêu trời chắc hơn bán giày nhiều khi nó được mấy đôi giày đẹp. Không, bán cho mấy chị trước. Đây đôi này sang cho em không Phila. 408 em chốt chị Binh Kiên Nguyễn. Trời 200 ơi. À. Hôm qua mấy giờ mấy chị săn mấy đôi Phila nó ngầu đét nhờ, mua áo thể Phila nó mặc là quá đẹp nhờ. Có con áo Phila nhờ, đúng rồi. Mã 418 chốt chị Hạnh Văn. Rồi con này lên đơn cho em 37, size 37. Size 37 các chị lên đơn 361 250. Size 37 cho em mã là 361 250 nha mọi người. Size 37 cho em mã là 361 giùm em có đơn 250. Size 37 cho em mã là 361 giùm em không có đơn 250. Dạ em thấy chị Trang Nguyễn. Size 37 ghi 361 250. Mọi người đang like thì mọi người cứ mua trên like nha. Nhiều chị vào inbox không có ai bây giờ trả lời tin nhắn rồi đâu nha mọi người. Mọi người cứ trực tiếp xem like và chốt về trên like giùm em không. Rồi đôi này là 36 ghi cho em mã là 368 150 ngàn đôi. Size 36 ghi cho em mã là 368 giùm em không có đơn 150.
chốt đơn, chốt đơn 361, chốt chị Tuyền Võ, số đuôi 324, 256 356 ơi cho em ạ, là 368, giùm em ăn có đơn con này 150. Size 36 ơi cho em ạ, là 368, giùm em ăn có đơn 150. 368 cộng số điện thoại giùm em ăn có đơn Tuyền Võ. Con này là 35.5, ghi cho em ạ, là 302, 150.000 sneaker. Dạ áo chị Hương mà không bán hả? Sneaker, sneaker mọi người. Rồi con này là size 35.5 ghi 302, con này 150. Size 35.5 ghi cho em mã là 302 giùm em ăn có đơn. Size 35.5 cho em ăn mã là 302 giùm em ăn. 368 em chốt chị Thái Châu 150. 302 giùm em ăn là có đơn nha mọi người. Con này size 35.5 ghi cho em mã là 302 150. Size 35.5 cho em ăn mã là 302 giùm em ăn có đơn 150. Đây cái bà này 302 em chốt chị sô cô la, sô cô la 150. Bà mới về cho các anh chị nè. Này Hân chen vào để lát nữa các chị săn một con giày nha. Các chị lên đơn cho em Hân. Trời ơi rồi này cái áo này đẹp chưa? Cái form dáng này dành cho nữ thôi nha. Em này đặc biệt dành cho nữ săn, các chị lên đơn cho em 3 size S, M và L. S từ 50, M là 55, L là 60. Các chị săn với giá là 125k. Lên đơn cho em ạ, là áo kèm size giùm em ăn có đơn 125.000. Logo theo nè, cái này logo theo nhé. Rồi chốt đơn cho em với giá là 125k thôi, ghi cho em ạ, là áo kèm size. Áo kèm size cộng số điện thoại giùm em có đơn S, M và L. S từ 50, M 55 và L cho 60-62 con nhá mọi người. 125k ghi áo kèm size. Rồi chốt đơn. Chốt đơn cho em ăn bà này luôn nha. Đẹp chưa, xịn sò quá luôn. Con này là thương hiệu của tô mì xin nha mọi người. Thương hiệu của tô mì xăng với giá là 125k thôi đó. Đẹp xịn rẻ luôn. Rồi chốt đơn áo kèm size S, M và L. S, M và L giùm em ăn là có đơn ạ. S, M và L giùm em ăn có đơn. Con này là dòng của Nike Jordan. Em này là dòng thương hiệu của Nike Jordan. Con này xăng cho em là 39. Size 39 da thật, ghi cho em ạ, là 388. Con này 250. Trời ơi đẳng cấp gì. Rồi đôi này đẳng cấp chứ nhờ. 39 nè, cho em ạ, 388. Dạ em chào chị Phương Nguyễn. Size 39 lên đơn cho em ạ, là 388, 250. Mọi người thấy đôi này đẹp quá chưa. Size 39 ghi cho em ạ, là 388, 250. Chị Lý Nguyên chốt đơn lại cho mình nhớ, đặt chắc giùm em đi. 388 cộng số điện thoại giùm em có đơn 250 thôi nào. Đù cái đồ này rất đăng này. Mấy chị nhận về, cái thứ nhất mấy chị sẽ yêu cái thiết kế của bà này. Và cái thứ hai là chất liệu. Nhớ chị Phương Hoa 125. Quá đẹp cho một cái đôi giày xịn như thế này luôn. Áo là chốt chị Hạnh Nguyên 125. Áo này là không được, mấy chị săn là có một lô nhưng mà nó bị cắt đứt hàng mấy chị. Bây giờ nó mới có lại đó. Con này là 37. Size 37 ghi 562. Con này là Nike Jordan, săn với giá là 300k. Size 37 cho em mã 562 300.000. Có 300k thôi nhé. Size 37 chốt đơn cho em mã 562 mấy chị nhìn nè. Đỉnh của shop chưa? Size 37 ghi 562 300. 562 cộng số điện thoại giùm em có đơn 300. Dạ chị Hoa có dạy mình lên số điện thoại giùm em nha. Dạ không Lê Thị Nhung. Con này là size 38. Size 38 con này là dòng da thật, các chị lên đơn 561 250. Size 38 ghi cho em mã là 561 giùm em có đơn 250. Các chị nhớ lên mã kèm theo số điện thoại giùm em nha. Mấy 562 em chốt chị Trần Lan, số đuôi 003 300.000. Tem đều có cốt hết nha. Tem đều có cốt hết nha mọi người. Rồi con này sang cho em 38. Size 38 các chị lên đơn 561, con này là 250. Size 38 ghi cho em mã là 561 giùm em ăn có đơn 250. Size 38 ghi 561 250 da thật hả mọi người. 561 là đôi da thật luôn á, cao 3 phân. Ủa đôi này mà lên kiểu mà lên đồ thì chân đẹp quá luôn á. 561 con này sang cho em 325. Size 38 ghi 561 250. 561 cộng số điện thoại giùm em là có đơn. Đồ xinh thế nhờ. Trời ơi nhiều nhiều mấy đôi lạ lạ mấy chị ơi. Nó lạ về chất liệu, từ cách thiết kế, form dáng nha. Rồi đôi này sang cho em nữa. Con này lên đơn cho em không, dòng của Nike size 37 ghi 102, con này 150 thôi. Size 37 cho em mã là 102 giùm em không có đơn 150. Size 37 cái này lên đơn cho em mã là 102 giùm em không có đơn 150. Nè mấy chị. Size 37 cho em mã là 102 giùm em không có đơn 150, con này đẹp lắm. 561 em chốt chị Thuy Nguyên. Cái chất liệu con này là bằng dù. Cái chất liệu bà này nó bằng dù rồi mọi người. Chất liệu của nó sẽ là bằng dù nha. 37 ghi 102 con này đẹp lắm.
size 37 mới ken luôn, ghi 102 có 150 thôi. Size 37 ghi cho em mã là 102 cộng số điện thoại giùm em, có đơn 150. Rồi 35. Con này là dòng size 35 nữa nè. Con này nhẹ và êm. Size 35 ghi cho em 326 150.000. Size 35 ghi cho em mã là 326 giùm em, không có đơn 150 thôi nha mọi người ơi, chốt đơn. Size 35 ghi cho em mã là 326 giùm em, có đơn 150. 326 cộng số điện thoại giùm em, có đơn 150. Con này là size của 36. Em này ghi cho em mã là 412 200.000. Size 36 da thật ghi cho em mã là 412 giùm em, không có đơn 200k. Size 36 ghi cho em mã là 412, da của nó sẽ là da thật nha mọi người, 200.000. 412 giùm em, không có đơn 200.000. Con này dòng của Alexander. Dòng của Alexander nhé, con này cao 4 phân, mấy chị cứ comment trên like nha. Nhiều khách em đang thấy là vào tin nhắn, còn nhắn tin đó mọi người. Cứ comment trên like giùm em mong để mình mua hàng nha. Con này là dòng Alexander cao 4 phân nè. Em này là size 38 ghi cho em mã là size 36. Size 36 ghi 349, con này 250. Size 36 ghi cho em mã là 349 giùm em mong có đơn 250. Size 36 ghi cho em mã là 349 giùm em mong có đơn 250, cao 4 phân dòng Alexander nha mọi người. Size 36 ghi 349 250. 250k, con này thì là 37. Trời ơi đẹp quá không? 412 cho chị Lê Ngân. Trời ơi đế mấy chị nhìn đây nó mới cực kỳ luôn. Rồi 37 ghi 411, con này 200. Size 37 nam nữ đều mang được nhé. Nam nữ đều mang được. Size 7 ghi 411, con này 200. 349 em chốt chị Lê Nguyễn. Size 37 ghi 411 200.000. Con này là size 37. Chị Lê Nguyễn à, 250. Đôi này mấy chị chạy bộ là tập thể thao là được. Form dáng rất là nhẹ luôn. 37 ghi 211 có đơn 200.000. Size 37 cho em mã là 211 giùm em mong có đơn, con này là 200k. Size 37 Indonesia luôn nha mọi người. Con này là dòng gia công ở Indonesia. Size 37 ghi 211 200.000, gia công ở Indonesia. Size 37 cho em mã là 211 giùm em có đơn 200.000. Trời ơi. Con gái nhà ai mà xinh thế, dạ không chị Lê Nhật ơi. Con này mấy chị lên đơn cho em là 37 nè. Con này cho em mã là 413 200. Size 37 các chị lo đơn cho em mã là 413, thấy cái đế nó hùng hổ rồi chưa? Chị Lê Nhật lên sáng thoại em đó chị. Size 37 cho em mã là 413, đừng đụng cây cho em. Size 37 cho em mã số là 413 giùm em không có đơn, con này là 200k. Size 37 lo đơn cho em mã là 413 cộng số điện thoại giùm em có đơn 200.000. Trời ơi cái đôi này. Cái đôi này là mua cho con trai hay là mua con gái, nói chung là mua cho bất cứ ai mà em thì gọi là độc nhất. 211 chốt chị Hồng Nhung 200. Tất nhiên con này mấy chị săn là gọi là giá hơn. 211 chốt chị Hồng Nhung à. Đây các chị lo đơn cho em nè. Ôi những cái dân chơi tiền lắm với bà mang bà này. Con này là 375 ghi 522. Size 37.5 ghi 552, con này 250k trời rẻ. Quá rẻ luôn, đôi này mới chị săn được 250 là quá rẻ luôn. 413 chốt chị Hoài Thu 200. Da thật nhá, 375 ghi 552 250. Size 37.5 ghi cho em mã số là 552 giùm em không có đơn 250. Mặc quần sò cũng đẹp, mấy anh nam mang hoặc là cô mấy chị mang đi học thì ta nói là đỉnh của chó. Sao đôi này mà mua được 250. Size 37.5 ghi cho em mã là 552 250. Size 37.5 ghi cho em mã 552 giùm em không có đơn 250k. 411 xe 7 em chốt chị Hoài Thu 250k thôi nha mọi người ơi. 250k. Rồi đôi này sang cho em là size 39. Size 39 con này lên đơn cho em mã là 324 với giá là 200.000. Trời ơi size 39 là khách phải tranh nhau chốt nè. 39 này á hàng si rồi, người ta đẩy qua Việt Nam mà nhiều. Tại vì người ta sẽ làm được giá cao hơn, người ta lợi nhiều hơn. Lời nhiều hơn đó mọi người. Áo em mặc không bé nha mấy mọi người ơi. Rồi con này size 39 ghi 324 200. Size 39 ghi 324 200. Size 39 chốt đơn cho em mã là 324 giùm em mong có đơn 200.000. 324 cộng số điện thoại giùm em có đơn 200k nhé. Rồi đơn này là size 38 ghi 313, con này 150. Ủa nó còn mấy chị nhìn đây. Size 38 ghi cho em mã 314, con này có 150. Size 38 ghi 314 150. 553 chị Hoài Thu 250. Áo mặc là không có bán á chị Lê Nhật. Rồi ôi con này đẹp quá chưa. Ủa ôi xuất sắc rồi chưa. Lên đơn con này nó có dạ ve nha mọi người, có phản quang nha. Con này mấy chị nhìn đế của nó nè.
nó tinh nguyên, nó tinh khuyết gì đó. Con này là 38 ghi 406 224 em chốt chị Tú Lê Thị 200. Ồ con này thiệt sự luôn á, con này size 38, con này mà mang đi học nhất cái trường đó. Size 38 ghi cho em mã là 406 250. Đi học là mang nhất cái trường đó rồi đó. Đây đồ này, con này là sang cho em không? Da thật, mấy chị nghĩ làm gì mà mấy chị săn ở hãng Việt Nam không, tâm kết là không có mấy đồ này. Con này là 37.5 ghi 553 200.000. Size 37.5 ghi cho em mã 553 200.000. Size 37.5 ghi cho em mã là 553, con này nó sẽ là da thật nha mọi người. Size 37.5 ghi cho em mã là 553 với giá là 200. 313 em chốt chị Như Ngọc Nguyễn 150. 553 cộng số điện thoại giùm em có đơn giá gối xem. 553 cộng số điện thoại giùm em có đơn. 152 cái. Trời má ơi sao mà nó lại 406 em chốt chị OLED LED 250. Con này sang tiếp cho em 39. Size 39 cái này là đơn cho em mã số là 391. Size 39 các chị lơ đơn cho em hoang mã số là 391 giùm em có đơn 200.000. Size 39 cho em mã là 391 giùm em không có đơn 200.000. Ôi nhanh tay. Nam nữ thoải mái luôn mấy chị ơi. Các chị lơ đơn cho em nào. Mã 553 em chốt chị Trương dạ, Bình 200. Dạ không có chị Lê. Rồi các chị size 39 hay 391 200.000. Size 39 ghi cho em mã là 391 200. 391 tổng số điện thoại giùm em, chuẩn bị hơn lên gối nha mọi người. Cho em hơn một nút thả tim chia sẻ nha. Cho em một nút thả tim chia sẻ giùm em hơn nha mọi người. Rồi đôi này da Jordan 37273, con này 200.000. Size 37 cho em mã là 273 giùm em hơn có đơn 200.000. Đế là đế hơi nha mọi người. Size 37 cho em mã là 273 giùm em không có đơn 200.000. Mấy đôi này em có thịt chưa mấy chị săn. Mã 391 em chốt chị Nguyễn Hiền số đuôi 554 200.000. 37273 200. Size 37273 200. Nó là 391 chốt chị Nguyễn Hiền số đuôi 554 à. Chia sẻ đi mọi người ơi, thả tim cho em không đi nào. Thả tim thả like cho em đi ạ. Con này 37.5 ghi 390, con này 200k đây. Đế này mấy chị thoải mái mà chơi thể thao. Ai tìm đôi này mấy chị săn 37.5 ghi 390 200.000. Size 37.5 cho em mã là 390 200.000. Ủa nó đẹp quá. Size 37.5 cho em mã là 390 giùm em không có đơn 200.000. Dạ chị Lê Nhật ạ. Size 37.5 cho em mã là 390. Em xin thoại trước luôn nha chị. 390. Size 37.5 cho em mã là 390 slip on nè, hơi bị hiếm mà mùi da thật nè. Rồi 36 E276 giùm em không có đơn slip on của Nai. Da là da miếng 390 em chốt chị Phan Mai Phương 200. Size 36 E276 con này với giá là 150. Size 36 E cho em mã là 376 có đơn 150 da thật. Dạ có chị Trần Lan mình theo dõi. Vậy nãy giờ là hầu như nam nữ đều mang được đó mọi người. Rồi sang cho em hơn cái gối này nha mọi người. Cái này em sẽ phối ngẫu nhiên cho mọi người nha mọi người. Tại vì giá hơn bán cho mọi người là một cái nón như thế này với giá chỉ có là một hai cái gối chỉ có 150 thôi bằng cao su non. Casino này thứ nhất là đờ mấy chị cho con nít hay là cho người lớn gì nằm lên cối là đều được. Thứ nhất là nó mềm. Casino nha, tạo cái góc này nó sẽ tạo phần lớn cho cái cổ mình nằm nó sẽ khỏi bị đau. Nha mọi người, được chưa ạ? Sang với giá cho em hơn nè. Lên đơn cho em 150 hai cái, em sẽ phối màu tự nhiên cho mọi người được chưa ạ? Nó sẽ có rất là nhiều màu hồng. Và cái này nó chỉ là một cái vỏ thôi nha. Cái ruột nè, còn này em mong sẽ tặng thêm cho mọi người là cái áo gối luôn, là cái vỏ gối nữa nè. Thấy không ạ? Còn mọi người đi vào siêu thị mấy chị mua không là cũng đã đắt rồi đúng không ạ? Cái này cho lên nè. Còn được rồi, em mua một cái cao su non như gì nè là nó còn 200.000 một cái gối rồi. Còn này không bé mấy chị là có 150 hai cái. Trời cái này là phải lên đơn cho em không? Gối kèm số lượng. Rồi chốt đơn. Mấy chị lên đơn cho em mã là gối kèm số lượng 150 hai cái. Các chị lên đơn cho em gối kèm số lượng giùm em không có đơn, một set là hai cái nha. Một set hai cái con bé là 150. Còn mấy chị nếu mà lấy từ ví dụ như lấy từ hai set thì mấy chị ghi hô gối hai áo gối nha. Còn mà mấy chị lấy ba set thì mấy chị ghi gối ba, gối bốn là bốn set. Không tính theo set chứ mấy chị đừng lên hai cái ba cái, không tính theo cái nữa, tại vì em đang bán theo set cho mọi người là một set hai cái nha. Đùa mọi người, nghe theo cú pháp của em hông, màu là hông tự chọn cho các anh chị. Tại vì giá này đã là giá ngon nhất cho khách hàng để mình săn rồi. Dòng cao su non đây hiện tại là mấy chị săn cho nhà mình có người lớn nè, hoặc có con nít, hoặc là ai xài cũng đều đã. Nhà em mà xài gối này nè, nằm nó đã lắm mọi người ơi. Thiệt con xài nó được bền nữa, xài nó bền nữa. Thứ nhất là khỏi bị đau vai nè, đau cổ.
ha, mà nằm thì rất là thốn luôn. Các chị lên đơn cho em mã là gối kèm số lượng giùm em không? Một set thì đừng lên số lượng, các chị cứ lên gối là có đơn rồi. Được chưa? Còn ai lấy hai set trở lên thì mấy chị đi gối hai, gối ba, gối tư. Rồi một set hai cái này mấy chị mua mấy chị cứ để dành nha mọi người. Cái này nó sẽ có lộn xộn màu, nó sẽ có lộn xộn màu để mọi người chốt đơn. Em sẽ là người lò lựa chọn màu, các bạn sẽ cứ tự nhiên xuống bóc đơn cho mấy chị. À màu này là của cái này, trời nội gối mà cũng còn chuyển cũng đuối to lắm nha. Mấy chị mua càng nhiều là đây, cái gì là đơn cho em à. Rồi gối kèm số lượng cộng số điện thoại giùm em là có đơn 150.000 hai cái nhá. Trên thị trường hiện tại nó đang có giá là 299.000 nè. Đó gối như hôm đang bán cho mọi người nè, nè ấy là gối này nè, được chưa? Gối cao su non nha, 299.000 nó đang sale là còn 100.000 cái là mua. Mấy chị mua hai cái là 200.000 đi, còn đang bán hai cái có 150.000 thôi. Để mọi người. Rồi lên đơn cho em mã là gối kèm số điện thoại giùm em không có đơn nha. Gối kèm theo số điện thoại giùm em có đơn 150.000 hai cái, màu ngẫu nhiên nha khách ơi. Đã lấy rẻ rồi mà ngồi chọn màu nữa thôi dẹp nha. Dẹp nha, em không thể mà ngồi vừa tốn thời gian rồi vừa tốn nhân sự. Tại vì đã lấy rẻ rồi người phải chạy thời gian nhanh, được chưa ạ? Rồi lên đơn cho em không mã là gối kèm số lượng giùm em không có đơn. Gối cao su non nha, nằm không bị đau cổ vai gáy. Mấy chị mặc nằm rất là sướng luôn. Em đọc mấy chị lên đơn cho em không mã gối kèm số lượng. Gối kèm số lượng cộng số điện thoại giùm em có đơn mọi người ơi. Rồi chốt đơn thành công cho em không luôn. Trời thiệt cái mấy cái gối này nằm ngồi đã mấy chị ơi, ngồi để em dựa. Sướng nhất nách luôn á. Lên đơn cho em mã số là gối giùm em không kèm số lượng vào nha mọi người, 150.000 hai set. À 150.000 hai cái. Rồi hai set chắc đâm đầu luôn. Con này là size 36. Đù đồ này đẹp quá. Cái form nó đẹp quá mọi người ơi. Size 36 chị lên 356 200.000. Gói chốt chị trung bình 150. Size 36 lên 356, con này là 200k da thật luôn. Gói chốt chị Tuyền Hồ Thị Thanh 150. Size 36 hay cho em mã là 356, con này Indonesia. Tha tôi là hai set tổng 300. Ủa con này Indonesia mà không bé. Gói chốt chị Băng Nguyên 150. Size 36 lên 356 200.000. Size 36 gói cho em mã là 356 200.000. 200.000 nha mọi người. Gói chốt chị Viên Lê 150. Rồi lên mã gói là có đơn. Gói chốt chị Mai Phương 150. 150 hai cái. Gói chốt chị Bánh Mít 150. 150.000 hai cái. Gói chốt chị Hà Nguyễn 150 nhá. Quá rẻ không mọi người, quá rẻ luôn á. Mấy chị đi vào siêu thị mấy chị mua cái đó trên 100.000 rồi. 150, 180 rồi. 356 em chốt chị Thu Xuân Phi 200. Là hai set tổng 300. À 150 hai cái. Các chị lên đơn cho em mã là gối kèm số lượng là có đơn. Dạ em chào chị Hoa Tulip. Phần lõm của gối giúp người dùng phân bổ đồng đều trọng lượng khi ngủ, ngủ sâu giấc và thoải mái hơn. Gối chị Hồng Nguyên Thi 150. Ruột gối bằng cao su non tự nhiên với các khoang rỗng bên trong ruột gối tạo cảm giác thông thoáng. Gối chị Kiều Thu Trang 150. Xịn quá trời, mua có 150. Gối chị Quyên Phạm 150. Rồi 37.5 ghi 369, con này 200.000, trời ơi đẹp quá. Gối chị Hạnh Văn 150. Size 37.5 ghi cho em mã là 369, con này rất là mới luôn á, 200.000. Em cầm đôi giày thì em bán cho mấy chị em rất là hãnh diện luôn á. Với cái giá này thôi. Gói chốt chị Dương Thị Ánh Chi là 2 là 300. Size 37.5 ghi 369 200.000. Dạ áo chị Hương mặc không bán, chị Tuyền ngồi như thân. Size 37.5 ghi 369 200.000. Ok chị sáng sung sướng. Lên số điện thoại trước đi chị. Mấy chị lên số điện thoại trước đi nha. Rồi con này lên đơn cho em không đôi này nữa đây. Gói chốt chị Nguyên Thảo 150. Trời ơi. Gói chốt chị Huỳnh Mùi 150. Đẹp quá luôn. Các chị lên đơn cho em 36 ghi 992, con này 200.000. Size 36 ghi cho em mã là 992, con này 200k. Trời đô màu hồng này bá bí cụ tế. Thật là bá bí cụ tế. Rồi mang là không có bị nóng chân đâu. Rồi các chị lên đơn cho em nè mọi người. Size 36 ghi 992, 200.000. Giày hiệu mà xăng chỉ bằng một đôi giày ngồi là đường. Giá chỉ bằng một đôi giày ngồi là đường thôi. Con này lên đơn cho em 37, cho em mã là 322, 200k. Gia thật. Size 37 nhất là ba đôi này nè. Những cái đôi này mấy chị đi xăng cho em vét nè. Nó sẽ linh động từ 5 triệu và gia công đâu nữa. Nhá có đôi nó rơi vào mười mấy triệu, hai mươi mấy triệu cũng có nữa. Dòng này cũng mua mấy chị mua rất là đa cao. Nhưng mà ở Việt Nam đường cá là chị xăng. Chốt chị Ai Nguyễn Thị Ai không có những cái dòng này mà màu đó, nhiều rộng rãi như cái đôi này em không lo mọi người đâu. 37 là 32 200. Chốt chị Hai Nguyên là hai set gối tổng 300. Size 37. Chị Ai Nguyễn Thị Ai. Size 37 ghi 322 200.000. Con này lên đơn. Size 37 ghi 322 200.000. Size 37 ghi 322 200.000. Trời đi mua giày pha kê đó gần cả triệu đôi rồi, trên cả triệu rồi. Gói chốt chị Thúy Hoa 150. Dạ không, chị Ngọc Thanh.
size 37 ghi là 322. Em chốt chị Tâm Tâm 200. Size 7 ghi 322 200.000. Size 37 cho em mã là 322. Hôm nay toàn sản phẩm hấp dẫn thôi mọi người ơi. Chia sẻ giùm em tí nào. Chốt chị Đặng Trang 150, chốt chị Tiền Trần là 200. Cho em một nút chia sẻ giùm em mong nha mọi người. Các chị lên đơn chia sẻ giùm em mong tí. Con này đùa, con này đẹp quá. Rồi em lại đồ này các chị săn cho em không? Con này là 36.5 ghi 353 200. Size 36.5 ghi cho em mã là 353 200.000. Size 36.5 ghi cho em mã là 353 200.000. 353 giùm em không có đơn. Gói chị Hiến Lành 150. Làm sao mấy chị ra hồ mấy chị mua được hai cái gối mà 150. Nếu mà gói gối ngon gói xịn. Chị Đặng Trang có gối này nha chị. Nếu mà hồ gối ngon gói xịn thì làm sao với giá được 150 hai cái gối cao su non như thế này. Nha mọi người, giúp mình giấc ngủ ngon hơn, giúp mình khỏi bị đau vùng cổ sâu. Đúng mọi người. Dòng cao su non này gọi là được nhiều người ta gọi 322, là em chốt chị Huy Trường số 853 200. 150.000 được hai cái gối luôn. Tặng thêm mấy chị là cái vỏ gối nữa nè. Tặng thêm cái vỏ gối nữa nè, thấy không ạ? 150 hai cái. Là hai set gối tổng 300. Bạn còn sạc iPhone miễn lên anh lên xem. 353 em chốt chị Nhi Ngọc 200. Gối có đơn nha mọi người, gối kèm số lượng giùm em không có đơn 150 hai cái. 353 chốt chị Nhi Ngọc. 150 hai cái. Nguyễn Thị Ái 150. 150 hai cái, quá rẻ. Rồi 36 ghi 357 con này 150. Size 36 ghi cho em mã là 357 giùm em không có đơn 150. Chị Lan Nguyễn. Gối chốt chị Khai Châu 150, gối chốt chị. Size 36 ghi 357 con này 150. Size 36 ghi 357 giùm em không có đơn 150 đây nè. Không nói cái này không phải là nói là chơi thời điểm xưa của mình nhưng mà thì, thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại người ta đã sáng chế ra những cái gối này, thời xưa mấy chị nằm những cái gối cứng đi. Nó sẽ bị gọi là ảnh hưởng tới dây thần kinh mình nhiều. Hoặc là mình nằm cái giấc ngủ mình nhiều khi nó bị ngày mai mình bị đau cái quai quần sau. Nó không có thoải mái trong cái công việc của mình. Ha. Thời đại bây giờ người ta sáng chế ra cái dòng cao su non này nằm. Trời ơi, nhưng mà cái giá nó cao. Còn đây không làm được cho mọi người giá tốt. Mọi người nằm mấy chị thư thoải thư giãn. Người lớn xài là người cao tuổi hoặc là trẻ con. Ai xài cũng đều được, đúng không ạ? Em chốt chị Nguyễn Lan Anh một sạc iPhone cho chị 100.000. Hai cái 150 thôi, lên đơn gối có đơn chị em không? Đúng mọi người, mấy chị nằm cái gối cứng đi. Sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài cho mọi người, ngày ngày mới đâu phải là mình nằm 1 tiếng 2 tiếng đâu ạ. Thoải mái nhất là khi mình về nhà mình đặt được cái lưng lên cái lưng giường mà. Được đặt lưng lên giường mà. Xỏ một cái giấc ngủ dài. Còn cộng thêm cho mấy chị được cái gối đã nữa thì quá sướng rồi đúng không ạ? Rồi, lên đơn nha. 150 hai cái, trong cái lúc này chị nào chưa có đơn thì chốt nha, chứ đắt nữa mấy chị em ăn lại like nhiều sản phẩm khác mấy chị lên kia ăn lên này. Không không lên lại được nhá. 150 hai cái là đơn gối. Gối chốt chị Phạm Lơ 150. Chị lên lên mình lên số điện thoại trước giùm em nha. Gối giùm em không có đơn, gối cộng số điện thoại giùm em có đơn. Gối rồi, gối rồi. Rồi đâu này sang cho em ăn luôn nè, con nai này nó hấp dẫn vô cùng. Bà này là 38 ghi 359 250. Size 38 của nó chị like cho ta. Size 38 lên đơn cho em hả là 359. Con này các chị sang cho em 250. Gói chốt chị Huỳnh Ánh Nguyệt 150. Rồi đẹp quá, size 38 ghi 359 250. Dạ chị Sinh Vân mình có gói nha chị. Size 38 ghi 359 250 rất là mới luôn. Gói chốt chị Phan Mai 150. Size 38 ghi 359 250. 359 giùm em không có đơn 250. Thi Nguyễn lên số điện thoại giùm em nha chị ơi. Con này là size 36 ghi 357. Con này 150 cho em không? Mình ghi là gói 6 cái chốt mình 3 set nha. Trời ơi. Chị nhìn cái chị Huy Linh rồi. Chốt hàng nhớ là chị Huy Nguyễn chốt hàng nhớ là số điện thoại rồi. Người thì size nhỏ quá, người thì size lớn quá. Trời ơi mấy chị ơi. Đây cái chị lên đơn nè. Mấy chị thấy tem chủ hãng nè. Mua gói về nằm xem hôm nay tuyệt vời còn nhiều. Đúng luôn chị ơi. Mua gói về nằm vừa xem like cho nó hấp dẫn. Gói chốt chị Anh Huỳnh 150. Xem không đâu phải một ngày hai ngày đâu mấy chị. Size 36 ghi 357 con này 150 đồ này mới rồi. Size 36 ghi 357 150. Size 36 cho em mã là 357 giùm em lên cái đôi fila này là fila mấy chị săn cho em không? Tuyệt đỉnh của mèo chưa? Tuyệt đỉnh của mèo chưa cho em chia sẻ đi mọi người ơi. Mã 359 em chốt chị Nguyễn Hiền 250. Hả tim chia sẻ giùm em không đi mà 359 chốt chị Nguyễn Hiền số lô 554 à. Hả tim chia sẻ giùm em không một tí nha. Cho em ăn lên view cái nào bé dày rẻ vuông bé như thế này mấy chị không ủng hộ cho em ăn nào. Rồi con này là dòng nai giúp đan size 39 ghi 350 200.000. Size 39 là đơn cho em ạ là 350 giùm em ăn có đơn 200.000. Size 39 đôi này mua 200 thì coi như tặng cho mấy chị rồi còn gì nữa.
tặng cho mấy chị rồi còn gì. Dạ em thấy chị Ngân Nguyễn à, chị Ngân Nguyễn. Đồ chị này ngô lên xin hỏi giùm em nha. Đồ này đi mua hàng Hoa Kê còn không có thì mấy chị sang. Con này là đơn cho em không? Size 39 dây 350 200. Size 39 dây 350 200. Gối này là chị, gối cao su non này. Dạ chào chị Trần Huệ ạ. Gối cao su non 150 2 cái. Gối cao su non là 150 2 cái nha. Con này sang cho em không? Con này là size 35 dây 335, con này 150 dòng của Van. Size 35 dây cho em mã là 335, con này 150 Van. Van này đẹp, Van này cũng mới luôn. 35 dây 335 150. Size 35 cho em mã là 335 dùm em không? Mã 350 em chốt chị Viên Lê 200.000. Size 35 dây cho em mã là 335 dùm em không? Có đơn 150. 335 cộng số điện thoại. Cái này là dòng nón của thương hiệu Lacoste, được gọi là Lacoste Trail luôn. Dạ chị Nga Ngô lên xin hỏi em nha. Chị Nga Ngô cho em xin xét hỏi ạ. Đã chưa? Các chị lên đơn cho em không? Chị nhận đơn quần rất ok, cảm ơn em hơn. Các chị lên đơn đây, đẹp chưa? Nó sẽ có chạy logo hiệu bên trong cho mọi người. Cái này xăng có 100 ngàn nón hiệu dày dặn cỡ này, khó hiệu nè. 100 ngàn cái kem nón đen có đơn, chắc cái lừ luôn. Các chị xăng có 100k thôi, lên đơn nón đen cộng số điện thoại giùm em có đơn. Nón đen cộng số điện thoại giùm em có đơn nha mọi người. Dạ Facebook mới chị lên lại số điện thoại giùm em. Facebook cũ không bị đây. Dạ Facebook mới chị ơi em xin lại nha. Ồ con này còn nguyên tan không hả? Size 36 gây 384 200 ngàn. Trời ơi mấy chị mua được đôi nguyên tác này là hơi bị giá trị luôn á. Này à, chị nào là sĩ về trưng bày thôi chứ người ta vào người ta mua cái rẻ. Size 36 gây 384 con này là 200 ngàn à. Size 36 cho em mã là 384 200k. Size 36 cho em mã là 384 giùm em không? Có đơn 200k. Size 36 cho em mã là 384 giùm em có đơn 200.000. Con này là 36.5 cho em mã số là 381 200.000 Puma. Size 36.5 cho em mã là 381 giùm em không? Có đơn 200.000. Size 36.5 ghi cho em mã là 381 200.000. 384 chốt chị Hội Nguyễn số đuôi 977 200. Size 36.5 cho em mã là 381 200.000. Trời mấy đồ Puma đắt tiền lắm nha. Mấy dòng hàng Puma mấy chị săn từ 4 triệu trở lên. Đôi này đẹp quá. Rồi con này lên đơn cho em size 38 ghi cho em mã là 409 200.000. Size 38 ghi cho em mã là 409 giùm em không? Có đơn 200.000. Size 38 cho em không? Mã số là 409 giùm em có đơn 200k. Size 38 cho em mã là 409 giùm em có đơn 200.000. 409 cộng số điện thoại giùm em có đơn 200.000. Dòng set MK. Chị Bắc trong rừng voi, chị Thiên Nguyên lên số điện thoại giùm em ạ. Thiên Nguyên Bắc trong rừng voi lên số điện thoại hai người đẹp ơi. Đây các chị, một cái set MK mấy chị nghĩ một cái hộp không và cái túi làm về ra giá được 150. Này bé chỉ có đúng 150 xét thôi nè, nịch vào ví luôn. Lên đơn cho em mã là gì? MK có đơn. Đây. Đỉnh của chóp chưa? Trời ơi, sang ở đây có 150 ngàn thôi, làm quà tặng cho người thân. Ba mẹ. À ba chú bác. Con trai. Cạc thẻ nha mọi người. Xăng 150 ngàn một xét, các chị lên đơn cho em mã số là MK có đơn. Rồi lên đơn. Nè. Xuất sắc rồi chưa? 150.000 một set như thế này. Chị nào lấy lên mã là gì ạ? MK cộng số điện thoại giùm em có đơn nha mọi người. MK MK giùm em không là có đơn. Đây. Một cái set nịch MK đây. Dành tặng làm và tặng cho người thân hấp dẫn chị, luôn nha. Chị Bắp trong rừng voi với chị Huy Nguyên lên số điện thoại giùm em nha. Rồi, các chị lên đơn cho em không mã hàng luôn nào. Đỉnh chưa? Xịn sò cho mọi người luôn nè, mấy chị chỉ cần đút cái đầu nó vào nè. Đút cái đầu nó vào cho chị cô vối mắt vào. Chờ em tí nha chị ơi. Mã 409 chốt chị Thuy Nguyên số đuôi 655. Được chưa? 200.000 ạ. Một cái set MK gồm ví và nịch. Bỏ ra chỉ có 150 thôi. Bỏ ra với giá chỉ có 150.000 một set thôi mọi người. Lơ đơn cho em mã số là MK giùm em không có đơn. MK cộng số điện thoại mấy chị chốt là nhớ lên số điện thoại nha. Nhiều chị lên không có số điện thoại là không ra đơn được. Nha mọi người, không ra đơn được, không nhảy đơn được nha. Đây. Dây dài cho em bụng bao nhiêu cũng sẽ đều vừa nha mọi người. Nhưng mà da thì rất là đẹp nha. Chủ yếu không quảng cáo tí là da rất là đẹp luôn. Mặt MK cũng sang nữa. Nịch và ví đều đẹp và sang thế này. Rồi lên đơn cho em mã là MK giùm em có đơn. Rồi chốt đơn nha mọi người. Mời các anh chị lên đơn. Nhưng mớm mà mình qua trang đồ hiệu cho em xin lại số điện thoại nha. Lên mã cộng số điện thoại giùm em có đơn nha mọi người.
150k lên đơn cho em, mã số là MK. Rồi chốt đơn. Cái này thì chưa mấy chị mua rẻ luôn á. Chị bắt trong đường quê. Này thì có mấy ông chú mấy ông bác ở quê hoặc ở thành phố này. Mấy chị làm quà tặng cho người ta rất là vui luôn á. Tại vì xong những cái combo làm như được đẹp được rẻ như thế này. Trong khi cái ví người ta đẹp cỡ này nè mấy chị. Dày cỡ này nè. Bỏ ra có 150 thôi. Nhìn nó khôi chưa không vải luôn. Đã lắm luôn. Rồi chốt đơn cho em mã là MK. MK cộng số điện thoại giùm em nha mọi người. Chị Hương món mà bữa nay mình qua trang đồ hiệu thì lên lại số điện thoại giùm em nha. Nè, gồm túi giấy và một cái hộp nịch như thế này ghi cho em mã là MK. MK MK giùm em là có đơn MK cộng số điện thoại. Trời nó khát nước. MK em chốt chị Diệu Thảo 150. MK giùm em không có đơn. MK chốt chị Liên Huỳnh 150. MK MK một con đá đây. Một con đá size 36.5 ghi 3 MK chốt rưỡi đồ này đẹp. Em chốt chị Hương Móm size 36.5 ghi cho em mã là 309 250 nha mọi người. Size 36.5 chốt mình 2 gói 150. Cho em mã số là 20309 giùm em có đơn 250. Size 36.5 ghi 309 250. MK em chốt chị Hoa La 150. 309 250. MK chốt chị Lan Đằng 150. MK chốt chị Diễm Chương 150. Rồi 38 ghi 334 200 ngàn. Em chốt anh Thanh Châu 2 set MK nha anh, tổng 300. Xuất sắc rồi chưa. Rồi 38 nào mấy chị. MK chốt chị Hạnh Lê số đuôi 185 150. Con này là đơn cho em nè mọi người. MK chốt chị Trường Sang 150. 38 ghi 334 con này có 200 ngàn. MK chốt chị Mỹ Phương 150. Mới rồi là mới luôn. 38 ghi 334 200 ngàn. MK em chốt chị Cẩm Thúy Lê 150. Sai 38 ghi 334 200. 334 giùm em không có đơn 200. MK em chốt chị Em Chanh 150. Rồi đơn này là size 36 402 200 ngàn. Size 36 ghi cho em mã là 402. MK chốt chị Nguyên Hưng 150. Đẹp chưa. Mã 309 em chốt chị Nguyên Cúc 250. Mấy chị nhìn nè, hàng nó sẽ có cốt nha. Hàng đều có cốt tất cả mọi người. Rồi 36 ghi 402. Chốt chị Kim Anh Phạm 2 set MK tổng 300. Size 36 ghi 402 200 ngàn. Lên đơn quá đẹp. Size 36 ghi 402 200 ngàn. 402 giùm em không có đơn 200 ngàn. Con này Reebok da thật này. Bà này là dòng Reebok da thật cho mọi người. Rồi con này là size 37 cho em mã là 414 200. Size 37 da thật ghi cho em mã là 414 giùm em không có đơn 200 ngàn. 334 chốt chị Thanh Dân. Size 37 cho em mã số là 11414 giùm em có đơn 200 ngàn. Đã quá. Da thật mà Reebok nữa. Rồi đôi này là size 39 ghi 405 250 ăn mừng luôn. Đôi này ai chốt ăn mừng luôn. Size 39 ghi 405 250 luôn. 402 em chốt chị Kim Vui 200. Mấy cái này là đồ giới hạn đó, đẳng cấp không á. Size 39 lên 405 250. 405 giùm em không có đơn 250, đôi này mua 250 thì rẻ quá. 414 em chốt chị Tâm Anh Trần 200. Mã 405 250. 414 chốt chị Tâm Anh Trần 200. 405 giùm em ăn có đơn 250 rồi, đọc giá chị. Trời hai cái. Rồi các chị lên đơn cho em không nào. Em chốt chị Thủy Phạm số đuôi 937 à 250. Các chị lên đơn cái này là nó sẽ là rộng 70 và dài là 1m4, khăn này là khăn tắm. Rộng 70 dài 1m4 luôn. Bao nhiêu nhỉ? 2 cái 50. Trời hai cái 50. Đập đầu em luôn đi mấy chị ơi. Đây hai cái khăn tắm rộng 70 và dài là 1m4 nha mọi người. Xăng với giá có 50 ngàn thôi, ghi là gì mọi người, bảo đơn cho em chứ gì nữa. Khăn là khăn của Nhật được cho trời, cái lông cái nó lông cái rất mềm mịn luôn nha. Xăng cho em ở dưới ngồi 50 ngàn luôn, nó là muốn tét nước luôn á. Cho em mã số là bảo đơn cộng số điện thoại giùm em hơn là có đơn nha mọi người. Trời ơi rộng cho mọi người sẽ là rộng 70, dài là dài mít 1m4 luôn nha. Mua cho bé hoặc là mua cho mình xài tắm chợ du lịch rồi mấy chị gắp gỗ rồi thoải mái. Chốt đơn 50 ngàn hai cái nhưng mà lộn xộn màu, nó sẽ có ra đủ thứ màu cho mọi người. Nhớ tôi giùm chị nữa được chưa ạ? Đủ thứ màu á nha, không được trời lựa chọn màu. Có 50 ngàn thôi, đồng ý thì ghi chữ bảo đơn kèm số lượng. Bảo đơn kèm số lượng, một set thì ghi cho em bảo đơn được rồi. Lấy hai set trở lên thì ghi cho em bảo đơn hai. Đừng ghi hai cái giùm em không, tránh trường hợp em đã bé cho mấy chị tường. Hàng set thì mấy chị đừng lên đơn cho em không là
hai cái nha, được chưa ạ? Ai lấy cho em không, ví dụ như hai set đi thì ghi cho em bảo đơn 2, 4 thì ghi bảo đơn 4 set, ghi chữ set vào giùm em không. Còn mấy chị đã lấy 1, 2 cái hoặc là lấy 2 cái hay là 4 cái đừng lên như vậy giùm em không nha, ghi rõ ràng giùm em không, tính bằng set nha mọi người, tính bằng set. Trời ơi chịu mấy chị em ơi, nó ra đủ màu hết nha, màu nào cũng đẹp cũng ưng ý rồi mọi người ơi, 50.000 à, rồi hỏi gì nữa đúng không ạ? Hàng của Nhật luôn, hàng của Nhật cho mọi người, hàng Nhật thì sao mọi người, chất lượng cao, giá làm thị trường thì không hề rẻ nha. Rồi bảo đơn cộng số điện thoại giùm em có đơn 50.000 một set hai cái. Rồi chốt đơn, bảo đơn cộng số điện thoại, bảo đơn cộng số điện thoại, ai chưa có số điện thoại cộng số điện thoại giùm em cái để chốt đơn, còn không có số điện thoại không có đơn nha, được chưa ạ? Ai không có số điện thoại không chốt đơn được cái đơn là ai này nha mọi người, lên đơn cho em không, mà là bảo đơn cộng số điện thoại giùm em có đơn. Bảo đơn chốt chị Nga Thuận 50, bảo đơn chốt chị Nguyên Phạm 50. Rẻ quá đi mấy chị ơi, còn nói gì nữa, lên đơn bảo đơn. Bảo đơn chị Bánh Mít 50, mấy chị kèm số lượng lúc ban đầu giúp em luôn nha. Kèm số lượng ngay từ ban đầu mà em nghĩ cái này nên lấy. Bảo đơn chốt chị Hương Lê 50. Chốt chị Trần Huệ là 4 set bảo đơn. Nhưng mà em nghĩ là mấy chị nên lấy nhiều nha, chứ 1 set 50 ngàn thì không đi đâu được, được chưa? Rồi lên đơn cho em bảo đơn kèm số lượng, bảo đơn kèm số lượng mất công chọn thêm. Bảo đơn chốt chị Kiều Thu Trang 50. Cứ lấy từ 2 set trở lên đi, có 50 ngàn à. Sợ mấy chị sợ lỗi gì? Đừng ai chị Lý Hà, ai đang chốt đơn mà suy nghĩ ừ tới đó kiểm tra hàng, dạ em xin mấy chị nha, không chốt nhường cho người khác chị chốt. Hồng Trần chốt khăn này lên bảo đơn, chưa tin tưởng thì nhường cho người khác nha mọi người, cứ xem like tham khảo xem nha, tại vì em bán cũng có 50.000. Bảo đơn chốt chị Nguyễn Hiền nha, trong cái cuộc này mấy chị là người lời chứ em không lời, được chưa? Lên đơn cho em mã bảo đơn. Bảo đơn chốt chị Phạm Thanh 50. Nhớ giùm em cái size rộng 70 dài mét tư, rộng 70 dài mét tư, xé cái bịch không mắc đâu bịch, cho hỏi MK dài 1 mét mấy ra không, dạ bao một mk đó thì chị Nguyễn Huỳnh lên 2 bụng bao nhiêu cũng được, lên 4 khăn chốt mình 2 set nha mấy chị, bụng bao nhiêu cũng được hết, cái khăn cái set mk là bụng bao nhiêu cũng được. Rồi lên đơn bảo đơn, bảo đơn chị Lâm Thủy, bảo đơn không bảo thì là gì đây, voi 2 set bảo đơn, không bảo thì là giông tố thôi mình có đơn rồi nha chị, bắt trong rừng voi rồi không xuống cái mã này, cái chị lên bảo đơn giùm em không có đơn, bảo đơn cộng số điện thoại không đeo có chiếc bông mày chết. Trời ơi, nó bị rớt lâu rồi. Trời ơi, giờ mới để ý luôn. Con này sao anh chị? Con này là size 37, cho em mã là 301 200 ngàn. Bảo đơn chốt chị Thảo Lê 50. Trời ơi, cái đầu óc nhiều khi bảo đơn chị. Chốt chị Hà Nguyễn 50. Không chú ý tới mình luôn, nhiều khi đây giày viết. Chốt chị Nguyễn Phạm 2 set bảo đơn. Rồi like đôi này xuống bảo đôi kia cho mọi người. Size 7301 200. Size 37 cho em mã số là gì mọi người ơi, ghi cho em 301 200 ngàn. Trời ơi, đẳng cấp như vậy. Mấy chị ơi, chốt số lượng lúc đầu giúp em luôn nha. Rồi 37 ghi 301 200k, lên đơn cho em không, suốt cà sắt luôn mọi người ơi, lên đơn chị nào lấy thêm thì thêm chữ thêm giùm em ạ. Đẹp chưa, đỉnh của chót chưa, hồi trưa hông mà like rồi chắc đây các chị lên đơn. Size 37 ghi 301 200, size 37 ghi 301 200 da thật, mấy cái đồ đó mấy chị săn ở Việt Nam là không có rồi ạ. Size 7 ghi 301 200 ngàn, 301 giùm em có đơn 200 ngàn. Mấy chị nào ở tỉnh thì càng có xăng nữa. Bảo đơn chốt chị Linh Linh Nguyên 50. Size 37 ghi 419 200k. Bảo đơn chốt chị Hồng Trần 50. Trời ơi, size 7 ghi 419 200 ngàn mọi người ơi. Size 37 cho em mã là 419 200. Bảo đơn. Size 37 cho em mã là 419 200 ngàn mọi người. Chốt đơn, chốt đơn. Em chốt chị Chu Huệ Quân à, xếp MK 150. 50 bảo đơn chốt chị Nguyễn Hiền 50, chị Nguyễn Hiền có rồi đừng lên lại. Mấy cái dòng cổ cao này không thề luôn, không lấy 200 250 là mấy chị là săn một đôi là quá hời nha. Có rồi đừng lên lại chị. Mỗi chị săn một đôi là quá hời. 37 ghi 419 250. Size 37 ghi 419 200 đó nè. 419 200. 419 giùm em ăn có đơn 200. Rồi 35 ghi 320 con này 200 ngàn. Size 35 ghi che mã là 320 Buma nè. Buma này toàn vài 5 triệu trở lên nè. Code chính hãng cho mày chị săn nè. Code Âu luôn nè. Code Âu luôn nè. Size 35 ghi 320 200. Size 35 ghi 320 200. 419 em chốt chị Tín Phan à. Đôi này đẹp quá. Đôi này thiệt luôn, 37 là chắc em hốt. Mã 419 chốt chị Tín Phan. Size 35 ghi 320. Size 35 ghi 231 250. Mấy chị cứ lên bảo đơn nhiều lần vào, nhưng mà phải cái thống nhất số lượng. Mà em không nghĩ là số lượng thì mấy bảo chị nên lấy từ 2 set 50. Tại vì có 50 ngàn một set thì nó rẻ quá mấy chị ơi. Rồi 35 ghi cho em 231 250. Size 35 ghi 231 con này là 250 nhé.
size 35 đưa cho em mã là 231, giùm em có đơn 250. Trời ơi mày đẹp quá. Size 35 đưa cho em mã là 231, giùm em có đơn 250. Bảo đang chốt chị Hoa 150, bảo đang chốt chị Thiên Nguyên 50. 231 giùm em có đơn 250. Chị Kim Chi Phạm nhắn tin qua Zalo giùm em ạ. Đẹp chưa? Chốt chị Trần Huệ 2 set bảo đơn. Sao 35 ghi 231 hay 50? Chốt chị Thi Nguyên 50. Chị Ngân Nguyễn chốt hàng lên số điện thoại ạ. Ngân Nguyễn lên số điện thoại giùm em nha. Đây. Hùng Nguyễn chắc có rồi đây. Dạ mình có rồi chị Hùng Nguyễn. 2 set 50. Chị Hùng Nguyễn có bảo đơn rồi ạ. Sang cho em là dòng nón đát logo theo. Cái này mấy chị xăng có 100 ngàn mấy chị lên mà viết có đơn. Nón đát cho mọi người nha, nam và nữ đều được. Đặc biệt là có tét hãng nè. Tét của hãng nè. Con này sang cho em 100 ngàn gây cho em mã VIP có đơn. Bảo đơn chốt chị Kim Phương 50, bảo đơn chốt chị Trần Lan 50. Cho em mã VIP cộng số điện thoại giùm em có đơn 100 ngàn. Chị nào mình chưa nghe đọc tên. Mình chờ giúp em nha mấy chị. Bảo đơn chốt chị Hạnh Văn 50. Linh lên số điện thoại chị ơi. Lên đơn cho em mã số nón VIP. Mã VIP giùm em có đơn. Con này xăng về tới Thao Nam mới chờ nên mọi người 38 đi 340 200 ngàn. Ví dụ như những đôi này nam nữ đều mang được nha, nam nữ giùm em cũng đều được. Size 38 đi 340, con này 200 ngàn. Size 38 cho em mã số là 340 giùm em. Không chị có đơn 200 ngàn. Chị Linh chốt hàng cho em xin số điện thoại ạ. Bảo đơn chốt chị Bích Liên 50. Trời ơi đôi này đã chưa. Bảo đơn chốt chị Huỳnh Thư 50. Size 38 đi 340 200 ngàn. Size 38 đi cho em mã là 340 giùm em. Không có đơn 200 ngàn. Trời ơi mấy chị ơi, sốt cả sắt luôn. Nó sẽ có túi hãng của Check and Get luôn nè. Túi này đúng chưa? Các chị sang cho em không nha. Con này nó sẽ có giá cho mọi người là 2 triệu 350 ngàn. Nha mọi người, con này nó sẽ có giá là 2 triệu 350. Bảo đơn chốt chị Hồng Nguyễn Thị 50. Hiện tại giá VIP của nó là 2 triệu 350. Và được sang mẫu mới luôn là cái quan trọng. Check and Get cho mọi người nha mọi người. Sang với giá là 300k cho một mẫu này. Các chị sẽ có, nó sẽ có hai dây đeo cho mọi người nè. 340 em chốt chị Xuân Thi 200. Còn đang là thêm 3 set bảo đơn. Thứ nhất là nó sẽ có dây đeo vai cho mọi người như thế này. Dây đeo vai cốp trước của nó này và dây đeo chéo. Bảo đơn chốt chị Nhi Ngọc. Sang có 300k thôi. Lan Phạm lên số điện thoại. Chốt chị Lanh Thủy 2 set bảo đơn. Các chị lên đơn cho em mã số là con này ghi cho em mã hiệu. Con này ghi cho em mã hiệu cộng số điện thoại giùm em có đơn 300k thôi nha mọi người. Đẹp chưa? 2 triệu 390 mấy chị xăng với giá chỉ có là 300 nghìn thôi. 300k thôi nha mọi người, lên đơn cho em hơn mã hàng liền luôn. Chết and kết đây. Một con túi đẳng cấp nha mọi người, lên đơn cho em mã hiệu. Mã hiệu cộng số điện thoại, tự gia diễn nó mềm lắm luôn. Bảo đơn chốt chị Duy Nguyên 50. Cái da nó đã lắm mọi người, tét hiệu nằm bên trong. Da rất là dày và đã xịn luôn nha. Rồi xăng với giá chỉ có 300k thôi. Chị nào lấy thì lên đơn cho em mã hiệu. Mã có hiệu cộng số điện thoại. Lên đơn cho em không? Mã là hiệu cộng số điện thoại giùm em có đơn 300k. Chị Kim Chi Phạm ơi, trên trang bay em có để bảo số đơn, chị. Bảo đơn chị Vương Ánh Hồng 50. Mấy chị vào trang fanpage có để số điện thoại Zalo hotline làm việc đó. Để biết đơn hàng hay là mấy chị thắc mắc cái vấn đề gì á. Rồi, ai sang lên đơn cho em không? Mã hiệu. Chị Lai Nguyên 50. Lên đơn cho em mã hiệu giùm em không nha mọi người. Chốt đơn mã hiệu giùm em không có đơn. Form của bà đeo là như thế này là mọi bao đẹp và sang luôn. Check and kết nha. 300k lên đơn cho em mã hiệu. Mã hiệu kèm theo số điện thoại giùm em có đơn. Bảo đơn chốt chị Thanh Vân Ngô 50. Có thấy chị Anh Lê ạ. Bảo đơn chốt chị Nguyên Hảo 50. Nóng lắm. Rồi ai sang túi thì lên đơn cho em mã hiệu cộng số điện thoại. Size dài là nó 22 nha mọi người. Bảo đơn chốt chị Ngọc Hàng Trần. Mã hiệu chốt chị Thủy Tâm 300 ngàn. 300k ghi hiệu có đơn. Con này sang kem dòng nai 37 ghi 3 6 200. Size 37 cho em mã là 326 giùm em có đơn 200 ngàn. Chốt chị Hương Lâm 300. Đã quá chưa. Size 37 cho em mã là 326 giùm em có đơn 200 ngàn. Chốt chị Đại Diễn là 2 set bảo đơn. Sướng nhất mắt luôn, đồ này nhẹ rồi. Màu này đẹp và hiếm chứ. 37 ghi 3 6 200. Mấy cô, mấy chị, mấy mẹ, mấy dì ai đều cũng có thể mang được. Chạy bộ, thể thao, thể dục. Rồi con này là 38 ghi 395 200 ngàn. Nam nữ đều mang được. Đôi này là dành cho cả nam và nữ đều mang được. Size 38 ghi 395. 4 set bảo đơn rồi chị. Size 38 ghi cho em mã là 395. Thêm 2 set nữa là tổng 6 chị nha. Xuất sắc chưa. Size 38 ghi 395 200 ngàn. Mới men luôn. Mới men luôn mấy chị ơi. Size 38 ghi 395 200.
395 giùm em có đơn 200 ngàn. 326 em chốt chị Nhi Ngọc 200. Màu này ta đội bà bảo là không ai đụng hàng mình luôn. Không ai đụng hàng mình luôn nha mọi người ơi. Size 37 cho em ạ 417. Ủa rồi đã quá 200k. Size 37 cho em ạ là 417 200 ngàn. Chốt đơn 395 em chốt chị Sàn Gia Thiệu 200. Size 37 cho em ạ là 417 200 ngàn. Chốt chị Anh Lê là 200. Size 37 cho em ạ là mình có bảo đơn rồi chị Anh Lê. Size 37 cho em ạ là 417. Tảo đơn chốt chị bằng 50. Size 37 cho em ạ là 417. Dạ anh Lê tảo lên rồi à. Size 37 cho em ạ là 417 giùm em có đơn. Bộ chị Hân mặt không bán nó mới chơi. Đây các chị lên đơn cho em không nè mọi người. Tảo đơn chốt chị Nguyễn Liên 50. 417 em chốt chị Đỗ Nguyệt 200. Xuất sắc rồi chùa. Con này có 3 size SML nha mọi người. S50, M55, ML60. 125 ngàn. Cái này chỉ có 125 ngàn thôi. Bảo đơn chốt chị Hoàng Thắng Hoa Tươi. Cái chị ra đơn cho em ạ là áo kèm sau SML. Bảo đơn chốt chị Kim Chi Phạm 50. 125 ngàn thôi nhé. Mấy chị ra đơn cho em ạ là áo kèm sau có đơn 125 ngàn. Rồi chốt đơn cho em không luôn nè mọi người. SML nhé. S cho 50, M55 và L cho 60. 125k. Cái chị lên áo kèm sau. Cái chị ra đơn cho em ạ là áo kèm sau 125 ngàn. Áo kèm size cộng số điện thoại giùm em có đơn 125 ngàn. Rồi lên đơn cho em hoang mã hàng luôn nha mọi người. SM và L. SM và L giùm em. Chốt chị Lưu Kỷ 2 set bảo đơn. Chốt chị Cảnh Thúy Lê 2 set bảo đơn. Rẻ quá luôn á mấy chị ơi. Chốt chị Huỳnh Bảo Ngọc 2 set bảo đơn. Chốt chị Hiền Dương 3 set bảo đơn. Rồi mấy chị. Đây đã cho mọi người luôn. Chốt chị Siêu Minh là 2 set bảo đơn. Cái áo này mà ông chốt là thưa luôn ấy. Chốt chị Sàn Gia Thiệu 2 set bảo đơn. Trời ơi cưng cái gì nè. SML S50 M55 ML cho 60 con mặt đẹp. Rồi đơn cho em ạ là áo SML giùm em. Rồi con này là 38 ghi 998 250. Size 38 cho em ạ là 998 250. Đồ này các chị sẽ thấy là khổ biết chó luôn. Chị Thuy An Phạm. Mấy chị vào phòng tập gym mấy chị cũng sẽ thấy. Đi đâu mấy chị cũng sẽ thấy đồ này là gọi là đồ phổ biến nhanh nhất dành cho nam và nữ. Dành cho nam và nữ đều mang được 38 ghi 998. Áo S em chốt chị Hồng Phương Nguyễn Thị 125. Áo S chốt chị Sàn Gia Thiệu 125. Áo S em chốt chị Anh Lê 125. Con này là size 38 ghi 310 200. Áo L chốt chị Thuy Nguyên số đuôi 472 125. Ai xăng đôi này chị gái ruột của em luôn. Áo L em chốt chị Trần Lan 125. Size 38 ghi 310 con này nó có 200. Áo L chốt chị Quân Gia 125. Áo L chốt chị Hoa Tulip 125. Nhìn nó ngồi đẹp hơn trên loa. Áo S chốt chị Tuyền Trần số đuôi 636 125. Size 38 ghi 310 200. Con này nhìn nó ngồi đẹp hơn trên loa. Size 38 ghi 310 200. Chốt chị Hương Hương Lưu Dương là 2 set bảo đơn. Size 38 ghi 310 200 ngàn. Rồi con này là 37 ghi 306 200. Lan Phạm lên số điện thoại. Mã 998 chốt chị Sàn Gia Thiệu 250. Chốt chị Hương Ngọc 2 set bảo đơn. 37 nó rồi em bé có miếng. Mấy chị sang có miếng mà không có tiếng. Mấy chị mà có miếng mà không có tiếng. Con này là 37 ghi 306 200k da thật nè. Size 37 cho em ạ là Dr. Martin luôn. Doctor Martin là chỉ có ở Việt Nam là chỉ có Hồng Phúc. Mà Hồng Phúc bán giá là bao nhiêu rồi nè. Doctor Martin nè mọi người. Size 37 chị đưa đơn cho em nè. Đưa đơn cho chị Nguyễn Liên 50. Cắt nhà dập và miếng luôn á. 37 ghi 306 200 ngàn. Size 37 ghi 306 200 ngàn. 310 em chốt chị Anh Lê 200. 37 ghi 306 200 ngàn. 37 ghi cho em ạ là 306 giùm em có đơn 200 ngàn. Rồi 37 cho em ạ là 311 này 150. Chị Vân Trang 1 set bảo đơn. Size 37 cho em ạ là 311 con này 150. Size 37 cho em ạ là 311 con này 150. Đừng lên lại chị ơi. Size 37 cho em ạ là 311. Size 37 cho em ạ là 311 giùm em có đơn 150. Chị Viên Lê 50. Còn size gì đây không? Nó có đọc xin trần chưa? Xin trần có rồi. Chị Xương Trần mình có bảo đơn rồi vậy chị? LV. Sao vậy em? LV LV có code nè mọi người. Rồi 36 37 40 41 cho em không có đơn nha mọi người. Với giá là bao nhiêu ạ? 110. Mã 306 em chốt chị Hồng Nhung 200 ngàn. Nam nữ đều mang được, đế là đế đúc.
có tag, có cốt đầy đủ, 110.000 đô lên LV kèm size 36, 37, 40, 41, 110.000 size 311, chốt chị Kim Vi Hồ 150, 110.000 một đôi thôi, ghi cho em mã số là LV kèm size, có phần nam không? Có đơn chốt chị Linh Thu 50 LV kèm size giùm em không? 36, 37, 40, 41. Rồi chốt đơn Thông ơi, dạ em nghe chị Tho. 110.000 một đôi, các chị lên 36, 37, 40, 41 LV kèm size. Trời ơi, mang đôi này quá sang luôn. Chỉ có 110 mang cực kỳ nhẹ. Bảo đơn là gì với em, dạ chờ một tí. Thôi mấy chị bây giờ mà lên nữa thì chắc. Đây nãy giờ mà chưa chốt xong, tới bây giờ vẫn chưa chốt xong. Cái này chị lên đơn cho em nè. LV kèm size nha mọi người, 110.000 đô. Mã bảo đơn là set khăn nha chị. Một set hai khăn ạ. À. Rồi các chị lên đơn. 36 chốt chị Đỗ Nguyệt. 101. Mấy chị lên đơn cho em mã là LV kèm size 36, 37, 40, 41. 2 LV 36, LV 36 em hết. 36, 37, 40, 41. 37, 40, 41 mọi người ơi. 37, 40 và 41 giờ em ăn có đơn nha. 36 hết rồi nha mấy chị ơi. Không còn 37, 40 và 41 thôi. 110.000 một đôi. Rẻ chưa? Chị Lan Nguyễn ơi, mình lên số ký đem chốt đơn cho mình cái áo chị. Rẻ hơn một đôi mấy chị đi nhập sỉ vào luôn. Dép này Hân bán cho mấy chị rẻ hơn, còn đi rẻ còn hơn đi nhập sỉ luôn. Nha. Em là phải đi chào lại sỉ luôn. Có 110.000 thôi, 36 hết rồi chị Anh Phạm Nghiên. Chuyển qua 37 cho em Hân nha. Rồi, 37, 40 và 41, 110.000 đôi. Còn 3 size đó thôi mọi người. Nè. LV, đế của nó là dòng đế đúc và hàng là hàng chuẩn cốt, chuẩn tem nè. LV 40 chốt chị Phạm Thanh 101. Cho em mã LV kèm size 110.000 một đôi. Rồi con này là dòng nón đá cho mọi người xanh với giá 100.000, mấy chị lên nón trắng có đơn. Nón trắng cộng số điện thoại cho em có đơn. Ừ, thấy dòng thể thao chưa? Đội cái nón vào thấy nhìn đẹp. Mình có 2 set bảo đơn rồi nha chị. Nhờ mặc cái nón đeo đội cái nón vào thấy đẹp liền. Ai lấy thêm đi giữ thêm giùm em. Chị Lan Nguyễn chốt áo chị Hương mặc lên số ký giùm em đem chốt nha. Dạ 40 chốt chị Đỗ Nguyệt. Xuất sắc luôn mọi người, áo Hương mặc nè. Mấy chị lên đơn cho em không? Quá đẹp quá đẹp. Rồi các chị lên đơn cho em mã nón trắng. Nón kèm nón, các chị lên mã nón trắng tổng số điện thoại 100.000. Còn áo mặc tổng số ký thì là có đơn nhá. Các chị lên đơn cho em không? Size 35.5 ghi 407 200. Chốt chị Lan Phạm số đuôi 008 áo L chị 125. Size 35.5 ghi 407 con này là 200.000. Size 35.5 ghi 407 giùm em không có đơn 200.000. Vậy bà Nguyễn thêm mình set bảo đơn đó nha chị. Size 35.5 ghi cho em mã là 407 200.000. Chị Hương Ngọc ơi, mình lên mã hiệu là em chốt mình cái túi với chị 300.000 à. Dạ không Hương Diễm ơi, con này 37 ghi 343 250. Size 37 cho em mã là 343 250. Trời ơi đẹp chưa? Size 37 cho em mã là 343 giùm em. Chốt chị Hương Ngọc mã hiệu cho chị 300. LV 41. Phần chốt chị Hải Ninh Phạm 101 LV 41 em hết. Rồi con này sang cho em là size 37 ghi 343 250, đồ này mua 250. Chứ mình lên mã hiệu là mấy gì chị Hương Ngọc? Mấy chị sang cho em size 7 ghi 343 250. Size 37 cho em mã là 343 250. Đây là chị cái xếp thăm. Dạ đây là chị. Nón trắng em chốt chị Linh Linh Nguyễn 100.000. Đây là chị gái bảo đơn là cái mã này nè, một cái xếp nhật là hai cái. Và rộng 70 dài 1m4. Thân bén có 70.000 thôi. Chắc em không bao tại vì mấy chị bỏ ra 50.000 mà mua hai cái. Em chốt chị Lan Nguyễn số đuôi 852 áo chị Hương mặc. Sợ cái gì mà lừa? 125. Lừa. Không tin tưởng là không lên đơn mã này, nhường cho những khách mình đang còn nha. Rồi mấy chị lên đơn. Chốt chị hạt giấy thêm một set bảo đơn. Làm sao mấy chị đi, mấy chị đi nhập sĩ có chưa? Chưa có làm sao mà ấy được đúng không ạ? 50.000 hai cái, các chị lên đơn bảo đơn cộng số điện thoại. 50k hai cái, rộng 70 và dài 1m4. Xài cho em bé gọi là dòng này là gọi là ra khăn tắm đồ nha mọi người, khăn tắm nha. Khăn tắm nha mọi người. 407 em chốt chị Thuy Hoang ạ. À. 200.000. Số đuôi 639. Chốt anh Hồ Hiếu là V37. 101 là V37 em hết. Đây mọi người lên đơn cho em không? Bảo đơn cộng số điện thoại giùm em có đơn đủ thứ màu. Lên đơn cho em mã số là bảo đơn cộng số lượng cộng số điện thoại giùm em là có đơn nha mọi người. Rồi cho các chị lên đơn cho em mã là bảo đơn cộng số điện thoại cộng số lượng
nếu mà lấy từ hai set thì mấy chị lên ba bảo đơn hai, tại vì ở đây em không đang tính là set, một set là hai cái đừng ghi bằng cái nhá chị, mấy chị đừng ghi bằng cái, mấy chị ghi tính bằng set cho em không nhá, bao nhiêu set thì bạn em lấy set. Em chốt chị Phạm Hà số đuôi 917 250 70.000 hai cái. À, nằm 50.000 hai cái, trời ơi 343 chốt chị Phạm Hà. Nhưng mà em là người lựa chọn màu cho khách, tại vì 50.000 mà bắt nhân viên ngồi đọc cái comment, a à, cái khách này lấy màu xanh màu hồng, trời ơi điên luôn, cậy không kịp đơn luôn. Ở đây là bao nhiêu người đang xem live nữa đấy, cái đó điều đó mấy chị thông cảm giùm em, cái này không sẽ bóc lộn xộn màu cho mọi người, cứ một set của nó là đi vô với nhau như thế này, một set đi vô màu như thế này nha mọi người. 50.000 nó đơn cho em, mã số là báo đơn cộng số điện thoại. Em đồng cảm thế này, chị bỏ nhà rồi ok. Trần Yến mai mấy bạn Trang Nguyên sẽ gọi cho mấy chị lại nha. Rồi đó đơn cho em không? Trời ơi em mà gặp mấy chị khách cứ không nghe máy mà comment vậy là em không ok. Gian nào cỡ, gian nào cỡ nào cũng. Rồi đi bảo đơn. Thêm đi giùm em thêm 2 set nha chị. Dạ. Thì An Phạm ai lấy thêm, nãy từ đầu lại mấy chị đã có rồi, ai lấy thêm thì ghi thêm vào. Còn ai không thêm thì ghi cho em, đừng ghi gì hết nha. Rồi ghi cho em đây nào mọi người ơi. Ok, chị nào mà lấy nhiều set là cứ lộn xộn màu cho chị đó vào nha. Đủ cho chị đó đủ màu vào hết luôn. Rồi các chị lơ đơ cho em không nha mọi người. Các chị lơ đơ cho em không, mã là bảo đơn cộng số nội, cái này đã rồi. Bảo đơn có chị Nguyên Thảo 50. Trời ơi, nó mềm mượt mềm mịn như cái con mền mày không bán luôn á. 379. Đã lắm mọi người ơi. Xịn. Khăn này ví dụ như mình tắm hay là mình gội đầu mình chết, chị Thu Ngủ là 3 set bảo đơn xịn căng bét. Cái này là cái gối, cái này là dòng gối cao su non, cao su non hiện tại đang mấy chị đi vào siêu thị mấy chị mua bao nhiêu một cái gối cao su non mọi người cho em mong cái comment nè. Em thì mua tầm 180 rồi đó đây, tại vì cái vấn đề á mấy chị biết sao mà dòng không sang cao su non, cái thứ nhất là nằm nó bị đau đau cổ, là sao bị đau gối cứng nó sẽ bị đau cổ. Thấy là nhà em mong mới vào siêu thị mua tiền nằm rồi gối cao su non này để mà nằm thoải mái ha, nó sẽ là gọi là thông thoáng cho mình nằm, mình khỏi bị đau cái vai gáy đằng sau nè, mình cho một cái giấc ngủ của mình nó ngoan say hơn ha. Sang với giá là 150 hai cái, nó cái gối này nó cũng sẽ có lộn xộn màu luôn nha, gối này nó cũng sẽ có lộn xộn màu kìa đó chị like. Cái này đơn đơn cho em mã là gối kèm số lượng, cái này em cũng bằng set, một set hai cái, một set là hai cái, hai cái thì chỉ có 150 thôi, cho chị lại mấy cái gối đi. Hai cái thì chỉ có 150 thôi, các chị lên đơn cho em mã là gối kèm số lượng, đừng tính bằng cái rồi em, tính bằng set. Rồi các chị lên đơn cho em nha mọi người. Ở đây mấy chị lên đơn cho em đây nào. 150.000 hai cái dòng gối cao su non nhá, dòng gối cao su non nha mọi người, này nó sẽ có cái vỏ gối thân tặng thêm, thấy không đã chưa. Cái này thì mấy chị lên đơn cho em mã là gối kèm số lượng giùm em, không có đơn đủ màu hết nha, nó sẽ có đủ màu chị đen hồng xanh. Mình tổng hai set bảo đơn rồi, cái gì lên đơn cho em mã là gối kèm số lượng giùm em, không có đơn gối kèm số lượng, gối kèm số lượng giùm chị Đỗ Nguyễn ơi, mình lên lại số điện thoại giùm em nha, lần trước cho sai số à. Đỗ Nguyễn cho lại thông tin nè, 38 ly 404 200 ngàn, sai 38 ly cho em mã là 404 giùm em, có đơn 200k mọi người ơi. Trời ơi chị em cái tem phòng đẳng cấp luôn, sai 38 bảo đơn chết chị Nguyễn Hoài Linh á vậy 50. Trời ơi đã vậy, mình ghi giùm em chữ thêm 2 set nữa cho chị Thiên Phạm. Thiên Phạm đi chữ thêm 2 set vào giùm em, 38 ghi 404 200. Sai 38 ghi 404 200. Sai 38 ghi 404 200. Mã 404 chốt chị Hoàng Nguyễn số đuôi 189 200 ngàn. Gối cao su non là nhỏ nhỏ giúp cho chị nè, 404 chốt chị Hoàng Nguyễn. Gối cao su non là 1 set 2 cái. Đây giá thị trường nó là 299, nó đang sale là 99 ngàn. Chị Giác Hoài, nào cũng cao hơn. Em bán từ trước tới giờ em không bao giờ cao hơn thị trường, chỉ có thằng thị trường nó cao hơn em thôi, nhưng mà chất lượng vẫn bằng nhau nhá, chất lượng vẫn bằng nhau, nhưng mà lúc nào không bán giá cho mọi người cũng sẽ là rẻ. Cao su non không cũng là đầy đủ màu như gì luôn, không đầy đủ màu như gì hết nè. Gối hai cái 150 mấy chị lên gối kèm set. Chị Lệ My chốt hàng lên số điện thoại cho chị nha, đừng có lên cái giùm em nha. Lấy 2 set thì ghi 2 set là 4 cái đó. Lấy 2 set thì ghi 2 set. Lấy 2 set bảo đơn. Dạ, lấy 3 okay, set thì 3 set. Rồi lên đơn cho em không nha mọi người. Được chưa ạ? Phần lõm của gối giúp người dùng
phân bổ đồng đều trọng lượng khi ngủ, ngủ sâu giấc thoải mái hơn. Cái phần lỡ mọi người, khi mà mình đặt đầu vào đây nè, cái phần lỡ của gối nó giúp mình chị ngủ lại mi ơi giấc mình thoải mái hơn chị nha. Ruột gối bằng cao su non tự nhiên với các khoang rỗng bên trong ruột gối tạo cảm giác thông thoáng. Đó nghe đây mấy bạn. Ruột gối bằng cao su non tự nhiên với các khoang rỗng bên trong ruột gối tạo cảm giác thông thoáng. Chốt đơn 150 hai cái là đơn, chạy mã là gối kèm số lượng. Em nói chưa mà mấy chị mà mua cho ông bà ở quê là ở thành phố mấy chị mua vẫn rẻ hơn rồi, với lại người ta xài cái gối này người ta thích. Người ta thích. Ha, ví dụ như mấy chị mua cho ông bà đi, ông bà này đâu có cập nhật được cái xu hướng thời đại hiện bây giờ đâu. Chỉ có mình đem cái sản phẩm đó tới cho ông bà thì ông bà mới biết thôi. Đúng không ạ? Các chị đưa đơn cho em Lệ My lên số điện thoại nha, Lệ My. 37923200. Chị Lệ My ơi, bên em không ghé lấy chị. Chốt hàng là gọi điện thoại đi đơn à. Vẫn được. Rồi xa 7 ghi cho em mã 923200. Xa 7 ghi 923200. Size 37 cho em mã là 923. Giờ mấy em có đơn 200. Đây mọi người lên đó. Trời ơi. Size 37 cho em mã là 923200. Gối em chốt chị Đỗ Nguyễn 150. Mới can luôn. Gối chốt chị Anh Lê 150. Gối chốt chị Kim Cúc 150. Size 35. Gối chốt chị Đặng Diễm 150. Cho em mã 554200. Trời ơi, mấy đồ này mới can. Gối chốt chị Ly Tư 150. Lệ mi hỉ em, Lệ mi chốt gì? Gối chốt chị Trần Huệ 150. Đâu có ai, đâu có. Gối chốt chị Sàn Gia Thiệu 150. Gối chốt chị Nguyễn Hoài Linh 150. Dạ, mà em không có số điện thoại. Có số rồi. Ok chị Lệ mi em hỉ à. Rồi 35 ghi 554 200. Size 35 ghi 554 200 ngàn. Size 35 ghi cho em mã 554. Dạ bên em thay đổi quy định rồi chị Lệ mi. Facebook mới với chị gái. Size 35 ghi cho em mã 554 200 ngàn. Size 35 ghi 554 giùm em không có đơn 200 ngàn. Size 35 ghi cho em mã là 554 giùm em không có đơn 200k. Bên em bây giờ không có nhận ghế lấy đâu. Chị nào đồng ý thì lên đơn, không đồng ý thì không lên đơn nha. Vì nhiều cái trục trặc nên em không nhận lấy ghế lấy. Đây con này chị lên đơn cho em không nè. Con này là dòng da thật size 36 ghi 555 200 ngàn. Size 36 ghi cho em mã 555 200k. Size 36 thì chị lên đơn cho em mã là 555 giùm em không có đơn 200 ngàn. Quá hẹp luôn mấy chị ơi. Size 36. Gối em chốt chị Tuyên Nguyễn số đuôi 4 17750. Da thật cho em mã là 555 giùm em không có đơn 200 ngàn. Trời đã rồi chưa? Đã rồi chưa? Chị Linh Phụng chốt hàng lên điện thoại cho chị. Size 36 mấy chị nhìn cái đế nè, da là da thật luôn nghe, 555 200 ngàn. 555 cộng số điện thoại âu đèn hòn luôn á. Đã chưa? Mã gối chốt chị Huỳnh Hương 150. Thôi là đẹp mới ra. Mấy chị khó lắm mấy chị. Gối em chốt chị Trần Hải Tâm 150. Khó kim loại là vàng rực như thế này nha. 36 ghi 555 200. Kim loại vàng nhá. Rồi 38 ghi 360 250. Chốt chị Trần Huệ thêm một set rối cho chị. Size 38 ghi 360 250. Đơn mình là tổng 2 set à. Nay da thật nha mọi người. Size 38 ghi cho em mã là 360. Con này là 250. Chốt đơn. Size 38 ghi cho em mã là 360 250. 360 đôi này nam nữ đều mang được nha mọi người. Da thật á. Nam và nữ đều mang được. Size 38 ghi 360 250. Mã 923 em chốt chị Linh Phụng ạ. 360 giùm em có đơn. Cái này mấy chị sang cho em dòng cách đi ơ kính. 923 chốt chị Linh Phụng 200.000. Mã vàng 18k cho mọi người nè. Đi ngày đi đêm gì cũng đều được. Em ăn bén có 80.000 cây ghi 01. Đẻ rồi chưa? Cartier mã vàng nam và nữ đều dùng được, xăng có 80.000 cây. Lên đơn cho em mã số là 01 giùm em không có đơn để chị dùng nó. Các chị lên đơn cho em mã số là 01 giùm em không có đơn, 80.000 một cây nha mọi người. Đi ngày đi đêm gì cũng đều được. Ngày đêm gì cũng đều được luôn, Cartier mã vàng sang chảnh. Cho em mã là 01. 01 giùm em không có đơn, 80.000 cây. Rồi đôi này là size 36 ghi 755, con này là 300.000. Size 36 cái này cho em mã là 755. Đôi này mấy chị nhìn cho em hơn nè, màu đồng. Đôi này gọi là gì mấy chị ơi, đẳng cấp cao. 360 em chốt chị Kiều Thu Trang 250. Quá mới luôn. 36 ghi 755 300.000 cái đôi đẳng cấp. Trời đôi này 36 mà ông chụp cho tôi ông bảo tôi mang. 755 giùm em không có đơn 300.000. Trời ơi. Cái đồ này như một cái áo khốt vậy nè.
nó có phối dù nữa mọi người ơi. Con này da thật size 36 95, size 36 99 95 200, da thật phối dù size 36 95, size 36 cho em ạ là 995 995, giùm em có đơn. Size 36 cho em ạ là 995 200 ngàn. Em chốt chị Hương theo ra sao Nguyễn 300 ngàn. Size 36 99 95 200, da thật luôn á mọi người. Đồ nó đẹp cái gì đọc lại vậy. Size 36 cho em ạ là 995, con này sang cho em 200k. Size 36 cho em ạ là 995 200k. Gói em chốt chị Hương Thảo 150. Đôi này là size 39 300 250. Trời ơi đôi này chốt xong là mừng quá vui luôn. Có 250 à. Nam nữ giùm em cũng là được. Size 39 300 250. Size 39 ghi cho em ạ là 300 250. Size 39 ghi cho em ạ là 300 250. 300 cộng số điện thoại giùm em có đâu. Đúng nha anh ơi. 300 cộng số điện thoại giùm em có đâu nha mọi người ơi. Bên em có đủ 37. Lên đường, lên đường. 7 triệu bảo chứ nó. Còn không đến 2 triệu nữa chứ gì. Xuất sắc cho mọi người nè. Cái này mấy chị lên đơn cho em không để em coi size gì đó. Mã 300 em chốt chị Đình Gia à, 250. Rồi con này nó sẽ có hai size 55 số chục và 70 con. Các chị lên đơn cho em không nè. 55 số chục con thì mấy chị lên đơn cho em mã số là ghi lại nha. A1. Còn mà 70 con thì lên A2 giùm em không. Nha mọi người. Tính luôn mày. 55 tới 60 con mấy chị lên đơn cho em mã số A1, 70 con lên A2, 130.000 áo nam. Áo có cổ này là dành cho nam nha. Hiệu đây. Từ 55 tới 60 con mấy chị lên A1. 70 con lên đơn cho em mã A2. 55 60 con gửi cho em mã là A1, 70 con gửi cho em mã là A2. A1 hoặc là A2 giùm em có đơn 125.000. 125.000 cho mọi người. A1 hoặc là A2 giùm em không có đơn nha các chị em ơi. Rồi con này là size của 70. Dạ không có chị Nguyễn An Nhiên. Con này là nam và nữ đều mặc được. Con này là của thương hiệu Emily B bóng chày. A1 là sang như chị. Một. Rồi các chị lên đơn cho em nè. Con này từ 70 tới 75 mấy chị lên đơn cho em mã là 04. Con này là sang cho em không với giá 125. Từ 70 tới 75 ghi cho em mã số là 04 dùm em không có đơn 125.000. 70 tới 75 ghi 04. Từ 70 tới 75 con ghi cho em mã số là 04 dùm em không có đơn. 04 cộng số điện thoại dùm em có đơn nha mọi người. Đôi này là dòng da thật size 36. Size 36 còn phần mát nè. Phần mát nè, da thật nè. Đẹp luôn. Rồi 36744 con này 200.000 da thật mọi người ơi. Này mua cho con đi học hay là mấy chị đi chơi vô là chị mang được. 04 chốt chị Hương Thảo 125. 04 chốt chị Kim Phương 125. 04 em chốt chị Bùi Tâm 125. Size 36744 con này là 200k da thật. Size 04 chốt chị Hương Phan 125. Size 36744 200. 04 chốt chị Kim Vui 125. 744 giùm em không có đơn 200k. Rồi đôi này là 37 cho em mã là 327 200.000. Size 37 cho em mã là 327 giùm em không có đơn 200.000, nó mới gì đâu luôn á. Ồ Indonesia. Indonesia nha mọi người. Rồi 37 327 200. Indonesia luôn á, mới ken luôn. Chỉ có thị trường Âu là nhiều nha mọi người ơi. Rồi con này nay 39. Em chốt chị Khanh Lê Nguyên Thi 200. Size 39 con này ghi cho em mã số là 998 200.000. Size 39 lên đơn cho em mã 998 200.000. Mấy cái đồ này mà size 39 là đưa qua Việt Nam hết à. 327 em chốt chị Ngân Vũ Mai 200. 998 200. Rồi đôi này là 37 cho em mã 551 250. 327 chốt chị Ngân Vũ Mai Timberland. Dòng của Timberland này mang thì gọi là đẳng cấp. Size 37 cho em mã số là 551 250. Size 37 cho em mã là 551, con này là 250 da thật. Size 37 cho em mã là 551 250. 551 cộng số điện thoại giùm em có đơn 250. Một đôi do cờ rốt cho mọi người sẽ có đầy đủ size từ 36, 37, 38, 39, 40. Các chị ghi cho em mã là xanh kèm size 100.000 đôi thôi. Cờ rốt mà nghe giá 100.000 giá hơi việt nha. Rẻ hơn một cái đôi dép ngồi chợ luôn. Trong khi mua đôi dép hiệu hãng giá vép từ 600-700.000 một đôi. Cái này mấy chị mua có 100.000. Xanh kèm size. Xanh 36, xanh 37, 38, 39, 40. Rồi lên đơn.
36, 37, 38, 39, 40 giùm em ăn có đơn 100.000 đô thôi đó. Quá rẻ luôn. 36, 300. Ba sáu, ba bảy, ba tám, ba chín, bốn mươi giùm em không? 100.000 đô. 998 em chốt Duy Nguyễn số đuôi 186. Sai 39 đồ đồ này đẹp quá. 200.000. Mã 998 em chốt Duy Nguyễn. Xanh 36 chốt chị anh Phạm Nguyên 100. Xanh 37 chốt chị Tiền Emily 100. Xanh 38 chốt chị Kiều Anh 100. Đây cái chị ơi. Trời ơi nó lọc đáo rồi chưa. 39 ghi 380 200.000. Trời ơi này nó mới nè. 39 ghi 380 giùm em không có đơn 200.000. Cái cổ này mấy chị có thể bẻ xuống gì. Đây. Đấy. Size 39 ghi cho em mã là 380 200. Size 39 cho em mã là 380 giùm em không có đơn 200.000. Size 39 ghi cho em mã là 380 giùm em có đơn 200.000. Trời ơi đồ này hùng hổ rồi chung. Đồ này lọc lọc lạ rồi chưa. Cô này là 37 ghi 312 200. Size 37 cho em mã là 312 giùm em không có đơn 200.000. Size 37 cho em mã là 312 giùm em không có đơn 200.000. Quá đã. Size 37 cho em mã là 312 200.000. Cô này 37.5 da thật. Mấy đồ cổ cao mà mấy chị đi săn da thật thì trời ơi cái giá trị nó hơi bị cao nhé. Chị color BT lên số điện thoại giùm em ạ. Color BT lên số điện thoại luôn. Cô này là da thật 37.5 ghi 754 200. Size 37.5 ghi cho em mã là 754 giùm em không có đơn có 200k thôi đó. Size 37.5 ghi cho em mã là 754 giùm em có đơn 200.000. Size 37.5 cho em mã là 754 giùm 380 em chốt chị Lan Phạm số đuôi 008 200.000. 200k chốt đơn cho em luôn nha mọi người ơi. Rồi con này là dòng nón đá cho mọi người. Bên trong sẽ chạy logo hiệu. Các chị lên đơn cho em mã nón trắng 100 nè. Hôm nay em không có loa về kiểu nha mọi người ơi. Áo không mặc lên áo kèm size giùm em không. S cho 50, M cho 55, L cho 60. Mấy chị lên áo S, áo M, áo L 125.000 nhá. Áo này các chị ghi cho em không là mã áo kèm size S, M, L 125k. Cưng quá luôn. Rồi, nón của Hân đây đội 100.000, năm nữa rồi được mấy chị ghi nón trắng. Mã 312 chốt chị Như Nguyễn số đuôi 845 à, 200.000. Khách nào lấy nón lên đơn cho em mã là nón trắng cộng số điện thoại giùm em là có đơn săn với giá 312 chốt chị Như Nguyễn. Nón trắng cộng số điện thoại giùm em không có đơn 100.000 mọi người. Lên đơn là đơn. Rồi, bà này size 36 ghi 363 200k. Đế của nó sẽ là dòng đế hơi nè. Dòng đế hơi cho mọi người. Size 36 ghi cho em mã là 363 200.000. Rồi đã không? Đã chưa? Đỉnh chưa? Nón trắng chốt chị Lan Chi 100. Size 36 ghi 363 200.000 thôi đó. Rồi bữa này 35. Size 35 các chị lên đơn cho em không? Con này ghi cho em mã số nè. Trời ơi này màu trắng là mới lắm luôn á. Rồi còn mới lắm luôn. Con này là 35 ghi 348. Con này có 150 nè. Nón trắng chốt chị Thảo Anh 100. Nón trắng chốt chị Hà Bùi 100. Size 35 ghi 348 con này 150. Size 35 các chị lên đơn cho em mã là 348 giùm em không có đơn 150. Thu Vũ thì ML mỗi lần cái. 754 em chốt chị Đặng Trịnh 200. Chị Thu Vũ 36 ghi 348 mặc là ML với chị tổng 250. Trời ơi mấy chị ơi like. Like khi nào mới hết đây về đẹp đây. Like khi nào mới hết về đẹp đây ạ. 37 ghi 754. À size 7 ghi 745 200.000. Trời ơi đẹp cái gì. Size 37 cho em mã là 745 200.000. Đôi này áo em mặc còn S còn cái cuối cùng kìa mọi người. Con này là 38 ghi 998 200.000. Size 38 cái chị lên đơn cho em mã là 998 giùm em không có đơn 200.000. Size 38 cái chị lên đơn cho em mã 998. Mã 348 chốt chị Ngân Nguyễn số đuôi 272 150. Rồi 38 ghi cho em mã là 998 200k. Đã ơi là đã da thật luôn. 38 ghi 998 200.000. Trời ơi đẹp cái gì. Size 38 cho em mã 998 200. Trời ơi dày đẹp không luôn. Trắng mà đen mà mê. Trắng mà đen là mê rồi. Rồi 36 ghi 77. Size 36 ghi 766 200. Mã 363 chốt chị Nguyễn Minh Hương 200. Size 36 ghi cho em mã là 766 giùm em không có đơn 200.000. Size 36 ghi cho em mã là 766 giùm em có đơn 200.000. Size 36 ghi cho em mã là 766 giùm em không có đơn 200k. Ừ, má ơi,
Chị Ngân Nguyễn ơi. À có chú. Size 36 thì 766 200k. Cho mình một cái khăn, một chiếc khăn nha. Con này là size 36 thì 399 200.000. Size 36 cho em ạ là 399 giùm em có đơn 200.000. Cho một chiếc khăn đó đi. Đẹp chưa nào mọi người? Con này là ai mua thì mấy chị về mấy chị nhận chắc, chắc kêu là không phải bán hàng si đâu. Hàng này hàng mới cho em si vậy. Dạ mình bao nhiêu ký chị Hải Linh Phạm? Đúng mà hàng này hàng mới hàng si vậy. Áo em không mà 998 em chú chị Alex Ellie là 200.000. Nhưng mà phải nặng bao nhiêu con chị? 36 về 399 200.000. Size 36 cho em ạ là 399 200.000 chứ đã mọi người. Áo chị hơn mặt mà. Ồ, đồ này quá trời quá sời quá đắt. Nguyễn Nguyễn là cái rồi 36 về 399 200. Trời ơi lên đồ này là mê. 100 là say đắm. Giày này mấy chị đi đánh cầu lông hay là đi đánh gì đó chơi thể thao nè. Rồi 37.5 ghi 556 200.000. Dạ em chốt chị Hải Linh Phạm đi chị. Áo chị hơn mặt 65kg. Không 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 có 65 đâu. 60 lớn đáp còn 65 chị đâu rồi. Rồi con này là 37.5. Size 37.5 ghi cho em mã 556 200.000. Size 37.5 cho em mã là 556 giùm em có đơn. Chị Hải Linh Phạm ơi áo mình không có chị. 556 giùm em có đơn 200.000. Con này là 36 ghi 997 200. Size 36 cho em mã là 997 con này 200k. Size 36 đồ này đẹp quá, độc lạ quá. Độc lạ này. Trời ơi. Nó đẹp giả dạ men, size 36 quy cho em mã là 997 200. Size 36 quy 997 200. Size 36 quy 997 200. Con này là 35 cho em mã 557 150. Size 35 các chị lơ đơ cho em mã là 557 giùm em có đơn 150. Size 35 cho em mã là 557 giùm em có đơn 150. 557 giùm em có đơn 550. Cái kính này mấy chị sang cho em cutter mạ vàng 12k. Cutter mạ vàng 12k nha. Còn này mấy chị đi ngày đi đêm gì cũng được. Ánh ti nè, ánh xanh cho mọi người nè. Con này lơ đơ cho em mã là 05 80.000 cây ghi 05. 80k một cây rồi nhá, ghi 05 giùm em có đơn. Đã chưa? Chị Hương Ngô chốt hàng lên số điện thoại chị. Rồi, khách nào sang kính hôm nay đem ghi mã 05 80.000 cây. 766 chốt chị Huệ Nguyễn. Rồi con này size 35 ghi 557 150. Size 35 cho em mã là 557 con này 150. Size 35 cho em mã là 557 150. 557 cộng số điện thoại giùm em có đơn 150. 557 cộng số điện thoại giùm em có đơn 150 đây nè. 766 chốt chị Huệ Nguyễn à. Con này là 37 ghi 759 200.000. Size 37 lên đơn cho em mã là 759 200.000 đi đánh cầu lông rồi gì. 556 chú chị Trần Lan. Mấy đôi cầu lông thì mua đâu rẻ không mấy chị. Sao 7 ghi 7 5 9 200 ngàn. Chị Nguyễn Hoài lên em thêm mình một set bảo đơn tổng 2 set. Mang một lần thì cũng giống như mang gì si luôn rồi. Các chị lên đơn cho em mau. Sao 7 ghi 7 5 9 200 ngàn. 7 5 9 mua 200 ngàn thôi quá rẻ luôn. Trời ơi. Trời ơi. 997 em chú chị Hương Ngô ạ 200 ngàn. Rồi đôi này là nai của Dốc Đan 36 ghi 911. Con này có 150 thôi nào mọi người ơi. Size 36 nhưng mà nó mới ken luôn á mấy chị nhìn nè, không để gần cái màn hình nè. 36 thì 911 con này 150. Size 36 thì 911 150. Size 36 thì 911 150. Size 36 thì 911 nó mới giả men luôn. Không năm chốt chị Hương Diệu 80. Size 36 thì 911 150. 911 giùm em không có đơn. Con này là 37 cho em mã là 559 200. Em chốt chị Bùi Nhung 200. Đã chưa? Size 37 cho em mã là 559 con này 200.000 chạy bộ thể dục thể thao. Thể dục thể thao mà nâng cao sức khỏe chốt đôi này luôn. 37 ghi 559 con này 200.000. Mới cà len ken len luôn. Size 37 cho em mã là 559 200.000 cực kỳ mới. Săn giày nhà em không có chị mua quá hời. Rồi 38 ghi 241 200.000. Size 38 ghi cho em mã là 241 giùm em có đơn 200.000. Size 38 cho em mã là 241. Trời ơi Indonesia mà bỏ ra 200.000. Bỏ ra có 200.000 mà chị lơ đơn cho em nha mọi người. Chốt đơn cho em không? Không nên chốt chị Bích Thủy 80. Size 30 8 mã 241 200.000. Size 38 ghi 241 200. 241 cộng số điện thoại cho em có đơn. Mã 559 em chốt chị Chi Hà 200. Trời ơi 559 chốt chị Chi Hà. Nè, có thẻn Âu nha mọi người. 36 ghi cho em 345 150. Size 36 ghi 345 con 150. Dạ con chị Hương Diệu em chốt mà luôn nha chị. Nó đang độ 100 ngàn. Size 36 ghi 345 150. Mã
345 giùm em Hân có đơn. 241 em chốt chị hết vi phạm 200. Bảo Hân lên số điện thoại người đẹp ơi, con này là 35 cho em mã là 326 nam nữ. Nói chung mấy chị mua giày thể thao mà mấy chị mua mấy đôi, mấy chị săn hàng này mà mua được 150 là mấy chị lời rồi. Làm gì có giá 150. Đúng không ạ? 35 ghi cho em mã là 326 150. Size 35 ghi 326 150. Size 35 ghi 326 giùm em có đơn 150. Ui cây vít nè, con này đẹp quá. Trời. Cây vít da thật nha mọi người ơi. Một đôi cây vít da thật 36 ghi 307 150. Size 36 ghi cho em mã là 307 giùm em có đơn 150. Size 36 cho em mã là 307 giùm em không có đơn 150. Size 36 cho em mã là 307 cộng số điện thoại giùm em có đơn 150. 307 307 cộng số điện thoại giùm em có đơn 150. Em chưa xong mọi người nè, còn cái 241 chút chị em. Có xong được đâu mà em sắp ra phụ mọi người nè. Đây. Em chốt tới mã nào rồi? Em chốt qua nó không có mấy mã chị. 241 rồi chốt rồi. Chốt cho hết vi phạm. Rồi con này sang cho em không? Mã 241 là em chốt chị hết vi phạm à. Nó mới 35 ghi cho em mã 554 con này 200 ngàn. Đưa con này mới cho em. Đẹp quá chị ơi. Dạ chốt rồi chị hết vi phạm ơi. Qua mã là size 35 ghi cho em mã 554 con này 200 ngàn. Con này em không mới luôn rồi. 326 em chốt chị Châu Nguyễn sẽ đưa 494 150. Size 35 ghi 554 có 150 200 ngàn. Size 35 ghi 554 200. Con này 36 ghi 412 200 ngàn. Size 36 ghi cho em mã là 412. Con này với giá 200k da thật. Con này là dòng da thật đát nha mọi người. Da thật đát. Size 36 ghi cho em mã là 412 200 ngàn. Size 36 ghi cho em mã là 412. 307 chốt chị Vân Anh 412 giùm em có đơn. Con này là 35. Size 35 trời ơi thiệt luôn. Thôi nè mang đi chơi thôi chứ bạn bè. Trời ơi nhất nát 35 nào. Con này ghi cho em nè mọi người. Size 35 ghi 321. Con này là 250 ngàn. Size 35 ghi cho em mã là 321 giùm em có đơn 250 ngàn. Size 35 ghi cho em mã là 321 giùm em có đơn 200 ngàn. 321 cộng số điện thoại giùm em có đơn 200 ngàn nha mọi người. 200k thôi ạ. Rồi đôi này sang cho em nữa nào. Cái này với chị sang cho em từ 65 tới 70 cân mặt vừa. Dòng quần dành cho nam. Quá đẹp chưa? Từ 65 tới 70 cân các chị lên đơn cho em 06 này 125. 412 em chốt chị Hương Thê Ra Sao Nguyễn 200. Có cốt luôn nha mọi người. Từ 65 tới 70 cân các chị lên đơn cho em mã 05 100 à 06 chứ. Cái này nó sẽ có khó kéo nha. Hai khó kéo và một khó sâu nữa. Kính là sao ơi. 65 70 ghi 06 125k. Từ 65 tới 70 ghi 06. 321. 06 giùm em không có đơn. 321 em chốt chị Linh Nguyên Nguyên 250. Sai 35 hả? Cộng số điện thoại giùm em có đơn nha mọi người ơi. Con này sang cho em từ 80 tới 85. Các chị lên đơn cho em mã lớn con này 130. Từ 80 tới 85 con các chị lên đơn cho em con này mã lớn giùm em không có đơn 130 nè. Từ 80 tới 85 con nha. Con này đi cho em mã lớn. Chị các Lê 125. 80 tới 85 con mấy chị lên mã lớn, không có 80 kg nha. Quần đó không có 80 kg. 80 tới 85 mấy chị lên đơn cho em mã lớn. 06 chốt chị sàn da thiệu 125. Mã lớn giùm em không có đơn nào mọi người ơi. Mã lớn cộng số điện thoại giùm em có đơn nào. Rồi đôi này là da tập size 37 ghi 301 200 nghìn. Size 37 cho em mã là 301 giùm em không có đơn 300 nghìn. Size 37 cho em mã là 301 200k chứ hành. Ủa đẹp không? Size 37 ghi cho em mã là 301 200k. Size 37 cho em mã là 301 200 nghìn. 301 giùm em không có đơn 200k. Rồi đôi này là dòng nai size 38 ghi cho em mã là 241. Size 38 con này ghi cho em mã là 241. 250k nha mọi người. Size 38 ghi 331. Dạ, chị Hưng mặc có bán nha chị. Chốt hàng lên áo tiền số cưới rồi. Chị Hưng Nguyễn em chốt mình một set gói nha chị. Size 38 cho em mã là 341 giùm em không có đơn. Con này là 250 nha. 341 giùm em không có đơn 250 rồi. Like cho mọi người cái dòng sữa dưỡng thể quá xà lình. Các chị sang cho em không? Con này là 725 miu.
với giá mấy chị xăng chỉ có 150 thôi, giá này thì tất nhiên cam kết là quá dễ luôn rồi, được chưa ạ? 725ml là dung lít, dung tích rất là nhiều rồi nha, xài được từ 4 tới 5 tháng nha mọi người. 725ml xài được từ 4 tới 5 tháng, tốn chỉ có 150 mà giúp da nè. Thứ nhất không bị khô da nè, cái thứ hai là giúp da trắng hơn nè, mềm mượt hơn nè. Mà tôi bỏ là có 150 thôi, được xài được, xài được hàng gia công tại Ấn Độ và sản đi thị trường trong Mỹ, sản xuất tại Ấn Độ và đi thị trường trong Mỹ nha mọi người. 3-4 bỏ là cho chị Mỹ Duyên Trần 250. Các chị lên đơn cho em mã là 150, mã 150 cộng số điện thoại giùm em là có đơn rồi, chốt đơn cho em không mã hàng luôn. Cho em mã số là 150 cộng số điện thoại giùm em là có đơn, xăng với giá chỉ có 150 thôi, rồi chốt đơn lên đơn luôn nha. 725ml, 725ml được nha mọi người. Dòng này là mấy chị đi xăng là tặng sản xuất tại Ấn Độ luôn nha, đi toàn bộ là thị trường trong Mỹ hết cho mọi người, không phải hàng Việt Nam lên nhá. Bỏ ra có 150 thôi đó. Chị nào chốt đơn ghi cho em mã số là 150 kèm số điện thoại, 150 kèm số nội dung em có đơn. 150 một chai thôi nhá mọi người ơi. Rồi đơn này là size 36 ghi 367 250 luôn nào. Size 36 cho em mã là 367 giùm em có đơn 250. Size 36 chị lên đơn cho em mã là 367 250. 367 giùm em có đơn. Thường là mấy chị ra mua, mấy chị mua một chai vũ thể này hàng một năm lên là bao nhiêu rồi. Này bán có 150.000 thôi đó. 150k thôi đó mọi người. Xăng cỡ nào em cũng vậy, em cũng sẽ rẻ nhất cho mọi người. 150 chốt chị Vân Anh. Ha. 150 chốt chị Quỳnh luôn. 150 chốt chị Vũ Hương. Thùng vô. Rồi cho em mã số là 150 cộng số điện thoại. 150 kèm theo số điện thoại giùm em không là có đơn nhá, 150 một chai nhá mọi người. Còn không nghĩ like nè, có đây là 9 giờ. Rồi, không nghĩ like luôn nha mọi người ơi. Ngày mai đi mấy chị ơi. Rồi không tặng quà nghĩ là nha. 150 em chốt chị Liên. Liên ngồi. Ok, 150 này tặng đi. Rồi lên đơn cho em mã là 150 nha khách ơi. 367 á chị đây nè. Ủa cái này không còn xem lại đâu mới kia. Chị Thanh Vân chốt ok em chốt chị nha chị. Bánh mì. Người ta có gói bảo đơn chị. Nguyễn Nhung, à, Nguyễn Nhung chứ. Chị Hạnh Phan chốt mình 150. Ta xin đợi Nguyễn Nhung chị. Rồi không nghĩ là mọi người ơi. Để mai like nữa mọi người. Vậy em mới đưa lên nữa. Dạ chị Minh Thư ơi, mình không có đơn anh em nha chị. Chị Kim Vi hồi em chốt mình 150. Mã 367. 367 em chốt chị Thảo. Chốt chị Thảo ơi à. 150. À, ngày mai nha mọi người vào xem like nha. 367 chốt chị Thảo Lê 250. Còn ai sáng gì nữa thì lên đơn nha mấy bạn, chốt đơn nha mọi người. Chai vừa thưởng thể này 150 xài tới 4 5 tháng. Đó. Đây này khách mua nhiều không? Xài giúp da mấy chị, nhất là mấy chị xài ở trong khu vực mấy lạnh đồ mấy chị, còn mấy chai dưỡng thể này xài thì nó rất là ok. Lúc nào mấy chị thoa lên cũng đều được mà nó nhanh trắng lắm nha. Xem còn đồng hồ nào em. Rồi mấy chị xuống like nào, xin chào mọi người, chúc mọi người ngon.